hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1191, Mộc Hàm đã trở lại. Vợ, rốt cuộc chị cũng trở lại. Hạ Thiên cuối cùng cũng vui vẻ, người đẹp tóc vàng này không phải là ai khác, ngoài Mộc Hàm thì không còn một người đẹp tóc vàng thứ hai có thể trực tiếp tiến vào trong phòng làm việc của Mỹ Nhi. Chồng, cậu nói muốn tôi, vì vậy tôi tất nhiên sẽ quay về. Mộc Hàm cười quyến rũ, sau đó chủ động hôn lên môi Hạ Thiên hai người cứ như vậy mà ôm hôn nhau không chút kiêng kỵ, bốn tay cũng lục lọi trên người đối phương, chưa đến một lúc sau thì động tác trở nên có hơi quá. Này, hai người không thể đổi địa điểm thân mật với nhau sao? Mị Nhi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng căm giận nói. Lúc này động tác của hai người mới dừng lại. Chồng, chúng ta đến ký túc xá thôi. Mộc Hàm khẽ nói. Vợ Mị Nhi, tôi đi trước, tối nay sẽ lại đến cùng chị. Hạ Thiên ôm lấy Mộc Hàm rồi nhanh chóng biến mất. Mị Nhi nhìn vào tư liệu trước mắt, tâm tình chợt trở nên không xong. Lúc này nàng cuối cùng nàng cũng ý thức được, tuy đôi khi nàng cảm thấy Hạ Thiên ở bên cạnh rất phiền, nhưng nàng lại thích hắn ở bên cạnh như vậy. Bây giờ hắn đi, nàng cảm thấy có chút không thoải mái, mà quan trọng hơn, nàng biết Hạ Thiên đi cùng với Mộc Hàm. Sắc lang chết tiệt, cả ngày chỉ biết làm chuyện hư hỏng. Mị Nhi thầm mắng Hạ Thiên một câu, Tuy nàng đã sớm ngờ rằng Mộc Hàm quay về thì Hạ Thiên sẽ không quấn lấy mình, trước đó nàng thậm chí còn ngóng trông Mộc Hàm về sớm một chút. Nhưng đến khi Hạ Thiên đi cùng Mộc Hàm, trong lòng nàng chợt cảm thấy không thoải mái, lòng người đúng là kỳ diệu. Xa cách lâu ngày thắng tân hôn, tất nhiên tối nay Mộc Hàm sẽ không giữ lại bất kỳ thứ gì mà tùy ý để Hạ Thiên sủng ái, tùy ý để hắn hoạt động trên người mình. Một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau Mộc Hàm mới lười biếng vô lực ghé lên người Hạ Thiên và tiến vào mộng đẹp. Audio điện tử võ tấn bền Hạ Thiên lại không thể ngủ, vì hắn vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đồng thời còn có âm thanh của Mỹ Nhi. Này, thức dậy! Vợ Mỹ Nhi, tôi còn chưa ngủ. Hạ Thiên ngáp một cái. Không ngủ cũng ra đây cho tôi. Mỹ Nhi tức giận nói, nàng nghe nói hắn còn chưa ngủ thì thêm mất hứng người này còn chưa ngủ chẳng lẽ nói hắn cùng mộc hàm làm việc cả đêm sao cửa phòng mở ra sau đó mị nhi cảm thấy vòng eo của mình bị siết chặt cơ thể bị bế lên một giây sau nàng phát hiện mình đã nằm trên giường nếu nói một cách nghiêm khắc thì nằm bên dưới người hạ thiên cậu làm gì vậy mị nhi có chút tức giận nàng nhìn hạ thiên không mảnh vải che thân lại nhìn mộc hàm đang ngủ trần như nhộng ở bên cạnh vì vậy vẻ mặt không khỏi có hơi đỏ nàng nói. Sắc lang, vợ Mỹ Nhi, tôi biết tối qua không đến với chị, cho nên bây giờ chúng ta ngủ chung cũng tốt. Hạ thiên nhắm mắt lại, giọng điệu có chút mơ hồ. Ai muốn ngủ chung với cậu? Mỹ Nhi có chút sở khóc sở cười, sắc lang này đúng là tự mình đa tình, vì thế nàng bực bội cấu véo hắn. Mau, có việc cần hoàn thành, cậu làm xong thì muốn ngủ sao cũng được. Vợ Mỹ Nhi, tôi không có hứng thú đi gặp đám người tổ kiểm tra đặc biệt ngu ngốc kia chị để cho bọn họ cút đi là được hạ thiên thuận miệng nói hắn còn nhớ rõ chuyện này nhưng bây giờ hắn chỉ muốn ôm vợ ngủ không muốn tiếp thu thẩm tra không phải chuyện thẩm tra tổ kiểm tra đặc biệt đã không đến nghe nói không cần thẩm tra bọn họ cảm thấy cậu là tổ trưởng ám tổ hợp cách mỹ nhi tức giận nói hạ thiên ngẩn người cuối cùng hắn cũng mở mắt sau đó thuận tay tháo kính dâm của mỹ nhi xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp lúc này tinh thần của hắn đã khá hơn nhiều không còn mệt mỏi dã rời vợ mị nhi rốt cuộc là có chuyện gì hạ thiên có chút kỳ quái rất nhiều chuyện mị nhi tức giận nói cậu chỉ nhớ ngủ với mộc hàm thôi sao hôm nay cậu còn phải chữa thương cho đám người ám tổ còn phải tiếp tục dạy mọi người kỹ thuật bắn súng mặt khác sự kiện về an tiểu bội cậu cũng mặc kệ sao căn cứ vào lời nói của cô ta Đối phương nói 9 giờ sáng nay mang theo tư liệu đặt ở tủ chứa đồ của siêu thị, bây giờ đã 8 giờ, cậu còn chưa đi sao? Vợ Mị Nhi, tôi nhớ đã nói sẽ ngủ với chị. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Gương mặt Mị Nhi hơi đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó vùng vẫy. Thả tôi ra, cậu đã đồng ý không được làm loạn, bây giờ lại làm càn. Vợ Mị Nhi, chị hôn tôi, tôi sẽ thức dậy. Hạ Thiên vẫn không buông Mị Nhi ra vì hắn có thể thấy, bây giờ Mỹ Nhi cũng không tức giận. Không được, Mỹ Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Mỹ Nhi, chị hôn chồng một cái đi. Mộc Hàm ở bên cạnh lầm bầm. Mỹ Nhi ngẩn ngơ, nàng nhìn về phía Mộc Hàm. Chị còn chưa ngủ, ngủ cũng bị các người đánh thức. Mộc Hàm ngáp một cái. Chị mau hôn chồng đi, tôi rất buồn ngủ, hai người cứ làm loạn như vậy thì sao có thể ngủ được. Này, thả ra, cậu cần phải thức dậy mị nhi trừng mắt nhìn hạ thiên vợ mị nhi gần đây tôi rất giữ lời hạ thiên cười hì hì nói mị nhi trừng mắt nhìn hạ thiên sau đó nàng khẽ hôn lên mặt hắn nhưng hắn đã sớm đoán được nàng sẽ dùng chiêu này vì vậy hắn khẽ di chuyển đưa môi đến đón vì vậy kế hoạch của mị nhi thất bại môi đào của nàng bị hạ thiên bắt gọn mà lần này hạ thiên hôn nàng vài phút mới buông ra hai gò má của mị nhi chợt đỏ ửng nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn hạ thiên nhưng cũng không nói gì, vì nàng thấy đối phương bắt đầu mặc quần áo rời khỏi giường. Còn Mộc Hàm, chỉ trong chốc lát đã tiếp tục ngủ. Thể lực của nàng thật sự không tốt bằng Hạ Thiên, hơn nữa lại làm những hoạt động quá tiêu hao thể lực, mà quan trọng là tối qua nàng rất chủ động, vì vậy sẽ mệt hơn Hạ Thiên. 10 phút sau, Hạ Thiên ăn xong bữa sáng, hắn đi theo Mỹ Nhi vào sân huấn luyện, vài trăm nam nữ đặc công hôm qua cũng đã chờ sẵn trong sân. Tốt lắm, cũng giống như hôm qua, hôm nay tôi kiểm tra kỹ thuật bắn súng của mọi người xem có cầu tiến hay không đừng lãng phí thời gian của tôi bây giờ mau nổ súng hạ thiên muốn tốc chiến tốc thắng không muốn mất nhiều thời gian ở đây lúc này mọi người đều phối hợp cũng không do dự mà rút súng xả kích hôm qua bọn họ đã tận mắt thấy được sự lợi hại của hạ thiên biết rõ thứ này căn bản không thể làm hắn bị thương vài phút sau hạ thiên kéo ra một nhóm người hắn dùng giọng thỏa mãn nói cũng không tệ lắm mọi người rất cầu tiến, căn bản không có vấn đề. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi gọi vài người. Anh, anh, và anh, các anh chỉ có kỹ thuật khá tốt, không cần đặc biệt huấn luyện, bình thường nên nổ súng tìm cảm giác là được. Nhóm người này có số lượng 50, rõ ràng rất cầu tiến. Những người còn lại được Hạ Thiên chia thành hai nhóm. Kỹ thuật bắn súng của các anh chỉ có chút vấn đề, nhưng phương pháp xả kích đã không còn vấn đề. Nói cách khác, các người chỉ cần luyện tập theo những gì tôi nói trước đó là được, tôi nghĩ các anh chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả tốt." Hạ Thiên nói với nhóm người đầu tiên, sau đó lại nhìn nhóm thứ hai. "Các anh có chút vấn đề, đầu tiên là tố chất tâm lý không tốt, nổ súng thường căng thẳng, còn anh, tư thế không đúng, vai hơn thấp, đúng, phải là như vậy." Mị Nhi thấy Hạ Thiên huấn luyện mọi người mà không khỏi có chút bội phục, sắc lang này thật sự có ánh mắt khá tốt, luôn có thể nhìn ra nhược điểm của người khác nếu hắn thật sự làm huấn luyện viên hàng năm sẽ có được rất nhiều đặc công vĩ đại đáng tiếc là người này chắc chắn sẽ không chịu như vậy hắn chỉ tình nguyện lên giường với phụ nữ mà thôi tốt lắm dựa theo lời của tôi hai tổ các anh tiếp tục huấn luyện kỹ thuật bắn súng còn các người kỹ thuật bắn súng đã không còn vấn đề tôi sẽ dạy các người những chương trình mới hạ thiên nhanh chóng bắt đầu chương trình học tiếp theo không ít người cảm thấy súng là thứ quan trọng nhất vì ai cũng có súng mà súng cũng có uy lực rất lớn. Nhưng thực tế thì nhiều chỗ không thể mang theo súng, cũng không phải ai cũng giống như tam sư phụ của tôi, giấu súng mà kẻ khác không thể tìm ra. Vì vậy nhiều, khi bắn súng giỏi cũng chưa chắc được sử dụng. Khi thấy mọi người chân thành nghe giảng, Hạ Thiên cũng khá thỏa mãn, vì vậy hắn tiếp tục. Nếu so sánh với kỹ thuật bắn súng thì một cây đao sắc bén sẽ là vũ khí quan trọng, bây giờ tôi muốn dạy các người một bộ đao pháp. À, thật ra đây là thứ tôi tự nghĩ ra, rất ít khi sử dụng, nhưng tôi tin sẽ có tác dụng lớn với mọi người. Đám người kia nghe được lời nói của Hạ Thiên thì có chút hưng phấn, bọn họ đều hiểu lời nói của Hạ Thiên, thật ra nhiều khi súng không có tác dụng, nhưng giấu một con dao nhỏ trên người thì dễ hơn giấu súng. À, tôi tin các người cũng đã luyện qua đao pháp, trước kia huấn luyện viên của các người có phải nói, dù dùng bất kỳ vũ khí nào, các người đều phải dùng chiêu thức đơn giản nhất, mà mục tiêu cũng chính là bộ vị trí mạng nhất của kẻ địch không? Hạ Thiên quét mắt nhìn mọi người. Đúng vậy, tổ trưởng. Trước kia chúng tôi đều học như vậy, đã ra tay là phải trí mạng. Một nam đặc công trả lời. Thật ra điều này là không sai, nhưng phải xem đối thủ của các người là ai. Nhưng phần lớn đối thủ của mọi người đều là đặc công, bọn họ cũng tiếp nhận huấn luyện giống các người. Hạ Thiên lười biếng nói. Bọn họ cũng biết cổ họng và trái tim là vị trí yếu hại như vậy sẽ xuất hiện vấn đề. chương 1192, xử lý sát thần thập tam đao. Vợ, rốt cuộc chị cũng trở lại. Hạ thiên cuối cùng cũng vui vẻ, người đẹp tóc vàng này không phải là ai khác, ngoài mộc hàm thì không còn một người đẹp tóc vàng thứ hai có thể trực tiếp tiến vào trong phòng làm việc của Mỹ Nhi. Điều này có vấn đề gì? Mỹ Nhi ở bên cạnh không nói, bây giờ không nhịn được phải hỏi. Vợ Mỹ Nhi, vấn đề lúc này chính là từng đặc công đều biết vị trí yếu hại trên người vì vậy bọn họ sẽ ưu tiên bảo vệ những bộ vị này vì vậy mà khi thực lực hai bên không hơn kém quá xa nếu muốn đâm vào chỗ hiểm của đối phương trong thời gian ngắn thì sẽ càng thêm khó hạ thiên kiên nhẫn giải thích vì vậy tôi cảm thấy nếu chúng ta có thể bất ngờ tấn công vào bộ vị khác sẽ hiệu quả hơn nhưng đó không phải là bộ vị yếu hại tấn công thành công thì hiệu quả cũng không lớn nghị nhi phản bác Lúc này người có cùng ý nghĩ với Mị Nhi cũng rất nhiều, tất nhiên bọn họ cũng không nói gì, vì quan hệ giữa Mị Nhi và Hạ Thiên rất đặc biệt, dù nói gì cũng không sao. Nhưng bọn họ thì khác, nói sai lời sẽ có phiền toái. Vợ Mị Nhi, điều này chỉ cũng không rõ, chỉ quên mất tôi là đệ nhất thần y sao. Hạ Thiên cười hì hì, thật ra dù bị thương chỗ nào cũng có ảnh hưởng đến con người, tất nhiên đối với đặc công đã từng được huấn luyện đặc biệt thì vết thương nhỏ sẽ không có ảnh hưởng trong thời gian ngắn nhưng cũng có những bộ vị tương đối yếu hại, những địa phương này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu bị một đao đâm vào, sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cơ thể. Ví dụ như đùi, phần eo, bả vai, những bộ vị này không chí mạng, nhưng nếu bị thương sẽ sinh ra ảnh hưởng, thực lực cũng nhanh chóng giảm xuống. Đúng vậy, tổ trưởng nói rất đúng, những bộ vị này bị thương sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Mọi người khẽ thảo luận, Mỹ Nhi suy nghĩ mà cũng hiểu lời nói của Hạ Thiên rất có lý. Hạ Thiên lúc này tiếp tục nói. Nhưng chỗ bị dao đâm lên đùi cũng rất nhiều, thật ra chỗ đâm khác biệt sẽ sinh ra ảnh hưởng khác biệt, mà bả vai cũng là như vậy. Tôi sẽ nói cho mọi người biết vị trí đâm cụ thể, hơn nữa những vị trí kia cũng không dễ phòng thủ. Bộ đao pháp này của tôi rất đơn giản, tổng cộng có 13 chiêu thức, từng chiêu đều chĩa vào một bộ vị, chiêu thức đơn giản nhưng rất thực dụng. Lúc này tôi dạy cho mọi người, sau đó mọi người bỏ thời gian rèn luyện, chỉ cần luyện tốt sai này nếu đâm chúng đối thủ cơ bản có thể giết chết đối phương đao pháp này có tên sao mị nhi không nhịn được phải hỏi có hạ thiên cười hì hì nó là xử lý sát thần thập tam đao xử lý sát thần thập tam đao mị nhi cho rằng mình nghe lầm nên hỏi lại đúng vậy chính là xử lý sát thần thập tam đao hạ thiên chăm chú gật đầu vẻ mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái Tên của đao pháp này cũng có chút quái thai thì phải. Sao lại lấy cái tên như vậy? Nghị Nhi cũng thấy rất quỷ dị. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Mị Nhi, thật ra rất đơn giản, năm xưa tôi nghĩ ra đao pháp này chỉ dùng để đối phó với nhị sư phụ, mà nhị sư phụ của tôi là sát thần, tôi muốn dùng đao pháp này để xử lý ông ấy, vì vậy mới gọi là xử lý sát thần thập tam đao. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thì ra đao pháp này ra đời có bối cảnh như vậy. Vậy năm xưa cậu dùng đao pháp này xử lý được sát thần sao?" Nghị Nhi tức giận hỏi. "Không, năm xưa tôi yếu sức, chỉ đâm một đao lên đùi nhị sư phụ nhưng không thể chọc vào, vì thế nhận thua." Hạ Thiên có chút buồn bực. "Yếu sức?" Nghị Nhi rất ngạc nhiên, người này cũng có lúc yếu sao? "Năm đó cậu bao nhiêu tuổi?" Nghị Nhi chợt hỏi. "Để tôi xem, hình như sắp 10 tuổi." Hạ Thiên suy nghĩ rồi đưa ra đáp án. Mị Nhi chợt sinh ra cảm giác tan vỡ. Cậu nói, cậu sáng tạo ra đao pháp này khi còn chưa đến 10 tuổi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Mị Nhi cảm thấy mình có chút đau đầu, thì ra người ngày muốn dạy mọi người một đao pháp tự nghĩ ra khi chưa đến 10 tuổi. Mà đám đặc công cũng chóng mặt, đứng đây một lúc lâu, cuối cùng phải học một đao pháp do đứa bé nghĩ ra. Được rồi, không nhiều lời. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu dạy mọi người xem đây, đao đầu tiên. Trên tay Hạ Thiên chợt xuất hiện một cây đao, sau đó dùng tốc độ rất chậm để biểu diễn một lần. Các anh cứ dựa theo đó mà xử đao, sau đó đẩy tốc độ lên mạnh gấp 100 lần là được, đao đầu tiên có vị trí là từ vai phải rạch vào cổ, từ chỗ này. Hạ Thiên bắt đầu dạy, mọi người tất nhiên cũng bắt đầu học, còn uy lực của đao pháp là thế nào, bây giờ bọn họ cũng không thể biết. Chiêu thức thật ra cũng tương đối đơn giản, học cũng không khó, nhưng muốn học được cũng không dễ dàng. Bây giờ Hạ Thiên chỉ có nhiệm vụ chỉ dạy, chỉ muốn ai cũng được học, còn học giỏi hay không, đây là vấn đề của mọi người. Chưa đến 9 giờ thì Hạ Thiên đã kết thúc huấn luyện, hắn phân phó một câu. Này, các người cứ luyện, buổi chiều chờ hai nhóm kia luyện bắn súng xong thì chỉ đao pháp cho bọn họ. Hôm nay tôi có việc, ngày mai sẽ đến kiểm tra mọi người. Hạ Thiên nói xong thì kéo Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chúng ta đi siêu thị. Khi thấy Hạ Thiên và Mị Nhi biết mất thì mọi người có chút ngẩn ngơ, sau đó một tên nói: Các người nói xem, tổ trưởng có phải nói sai rồi không? Bọn họ sao lại đi siêu thị, phải đi khách sạn mới đúng chứ? Sáng sớm thế này đã đi siêu thị, chẳng phải có hơi sớm sao? Một người đặt nghi vấn. Đoán mò cái gì, chúng ta nên luyện đao pháp đi." Một nữ đặc công lên tiếng. "Tôi cảm thấy đao pháp này rất khó tin." Tuy tôi rất bội phục kỹ thuật bắn súng của tổ trưởng, nhưng đao pháp mà anh ấy nghĩ ra khi chưa đủ 10 tuổi, tôi cảm thấy không thích hợp để chúng ta luyện tập." Có người bực bội nói. "Quan tâm làm gì, rèn luyện cái đã, biết đâu sau này thật sự có bản lĩnh xử lý sát thần." Một tên vùng đao nói. "À, mà sát thần này hình như tôi có chút ấn tượng, nhưng rốt cuộc là ai?" Một người hỏi. "Ngay cả sát thần cũng không biết." Một người dùng giọng khinh thường nói. Tôi đã nói với anh rồi, đây là đệ nhất sát thủ thế giới, cùng là danh nhân một thời với ám hoàng của chúng ta, hơn nữa còn là sư phụ của vị tổ trưởng Hạ Thiên vào lúc này. Đúng là quá mạnh. Tên kia chợt ngẩn ngơ, sau đó có chút kích động. Mặc kệ, chỉ cần nghe cái tên của đao pháp này cũng đủ để luyện tập, xử lý sát thần thập tam đao, 13 đao đã có thể xử lý sát thần, sau này tôi có thể mạnh như sát thần. Này, anh muốn mạnh mẽ thì cứ mạnh mẽ, cũng đừng bắt lấy sát thần, vì đó là sư phụ của tổ trưởng, khi đó tổ trưởng sẽ xử lý anh trước. Đám người nghị luận vài phút, cuối cùng tiếp tục luyện tập đao pháp. Những người này cũng không biết, Hạ Thiên cũng không nói sai, hắn muốn cùng Mị Nhi đi mướn phòng khách sạn, nhưng Mị Nhi căn bản sẽ không đồng ý. Nếu nàng đồng ý thì hắn căn bản không cần đi mướn phòng khách sạn, trong ám tổ cũng có phòng vậy. Hơn nữa lần này bọn họ thật sự đến siêu thị, dựa vào thời gian lúc này, có lẽ An Tiểu Bội đã bỏ tài liệu vào trong tủ, sau đó sẽ giao mã số. Chuyện này Mỹ Nhi đã làm rất tốt, cho người nhìn chằm chằm vào tủ đồ, cũng cho người cảnh giới, căn bản là rất cẩn thận. Nhưng chuyện này dù sao cũng phải cho tự hạ thiên nhúng tay vào, vì vậy Mỹ Nhi rất đặt nặng, nàng không muốn có vấn đề gì ngoài ý muốn, vì vậy cùng hạ thiên đến xem. Khi Hạ Thiên và Mỹ Nhi đi vào khách sạn thì thấy An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi, bọn họ đang đứng ở cửa ra vào, nhìn về phía tủ chứa đồ. Mà Hạ Thiên cũng thấy ở phía xa có hai đặc công mặc quần áo bình thường đứng canh chừng hạ thần y khi thấy hạ thiên thì an tiểu bội và sử bằng phi vội vàng chạy đến sau khi bắt chuyện thì an tiểu bội tiếp tục nói mười phút trước tôi đã bỏ tài liệu vào trong ngăn bên phải phía bên kia cũng đã gửi đi mã số nhưng đối phương còn chưa xuất hiện vì chúng ta chưa thấy ai động vào tủ đồ kia à yên tâm chỉ cần có người xuất hiện tôi sẽ bắt ngay hạ thiên thuận miệng nói các người đi thôi nơi đây cũng không còn chuyện gì nữa mị nhi mở miệng nói hạ thần y tôi có chút lo lắng nếu chỗ này xảy ra vấn đề bọn họ ra tay với cha tôi thì sao an tiểu bội dùng giọng bất an nói hạ thiên nhìn an tiểu bội hắn có chút buồn bực nghe nàng nói giống như thật sự lo lắng cho cha mình bây giờ nàng cũng không nói dối chẳng lẽ thật sự không biết người trước nay luôn khống chế mình là cha mình hạ thiên suy nghĩ rồi nói nếu cô thật sự lo lắng có thể nghĩ biện pháp để cha cô đến thủ đô, nơi đây sẽ rất an toàn. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. À, vì đề phòng cha cô bị người ta nghe lén, cô đừng nói mình chuyện mình đang làm, chỉ lấy cứ nói mình sẽ cử hành hôn lễ ở thủ đô, lừa ông ấy đến đây là được. Vâng, Hạ Thần Y, cứ quyết định như vậy, tôi và Bằng Phi cũng định tổ chức hôn lễ ở đây, chính thức kết hôn. An Tiểu Bội vội vàng gật đầu. Vậy các người đi thôi, đừng đợi đây lâu, người ta sẽ hoài nghi. Hạ Thiên phất tay. An Tiểu Bội gật đầu, Sử Bằng Phi cũng bắt chuyện với Hạ Thiên, sau đó cả hai cùng rời khỏi siêu thị. Mà Hạ Thiên và Mị Nhi bắt đầu chờ đợi nhàm chán, khốn nổi nửa giờ sau cũng không ai động vào cái tủ kia. Lúc này điện thoại của Mị Nhi vang lên. Có chuyện gì? Mị Nhi nhận điện thoại. chương 1193, thu phục một tên. Tổ trưởng, tình huống có chút không đúng, chúng tôi đã xem xét hộp đồ kia căn bản không còn gì trong điện thoại vang lên âm thanh bất an nhanh vậy sao không ai theo dõi à mị nhi vội vàng hỏi theo dõi rất chặt nhưng thật sự vẫn không hiểu sao lại biến mất đầu dây bên kia nói được rồi các anh đứng đó chờ lệnh mị nhi cúp điện thoại nàng đang định nói với hạ thiên đúng lúc phát hiện hắn đi về túi chứa đồ sau đó mở ra mị nhi lóe người đến bên cạnh hạ thiên nàng nhìn vào bên trong rồi không khỏi mắng một câu đúng là gặp quỷ chúng ta bị chơi xỏ thứ bên trong đã sớm bị đưa đi hai nhân viên ám tổ cũng đi đến khi thấy ngăn chứa trống trơn bọn họ cũng choáng váng khi chúng ta đến đây các anh có thấy ai động vào tủ đồ này không mị nhi hỏi không có chúng tôi đều theo rất sát tên đặc công trả lời cái bên cạnh này thì sao hạ thiên hỏi cái này có người đặt đồ vào nhưng không có người lấy ra có lẽ không có vấn đề hạ thiên lại mở tủ ra bên trong trống không sau đó hắn lại đưa tay vào xem xét lại nhíu mày sao vậy mị nhi thấy vẻ mặt hạ thiên không đúng thì vội hỏi bên trong chiếc tủ kia có thông với chiếc này hạ thiên trả lời ô không phải chỉ hai cái này thông với nhau phải có năm cái thông với nhau gặp quỷ có người dở trò với tủ đồ này rồi. Vẻ mặt một tên đặc công trượt biến đổi. Có quá nhiều ngăn chứa nên tôi cũng không để ý, với lại túi đóng gói cũng khác biệt, tôi cũng không ngờ. Cho tôi xem. Mị Nhi kéo Hạ Thiên ra, sau đó bắt đầu kiểm tra bên trong, một lát sau nàng lắc đầu. Chiếc gói đã bị thay đổi, dụng cụ theo dõi cũng bị bọn họ tìm được, còn để lại bên trong. Vì vậy nhìn thì có vẻ không nhúc nhích, thực tế bọn họ đã lấy đi rồi mị nhi dừng lại một chút rồi nói cũng may tôi sắp xếp người lắp đặt camera bây giờ tôi sẽ cho người kiểm tra xem có thể tìm ra tên kia hay không còn nữa các người nhanh chóng sắp xếp bảo vệ sử bằng phi và an tiểu bội đề phòng bất chắc tổ trưởng chúng tôi đi sắp xếp ngay hai tên đặc công gật đầu được rồi các anh đi đi chuyện nơi này do tôi xử lý mị nhi phất tay hai tên đặc công bỏ đi mị nhi lại lấy điện thoại ra vài phút sau nàng cúp điện thoại và quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chúng ta chờ vài phút, bọn họ sẽ tìm ra tên kia, đến khi bọn họ gửi hình đến, chúng ta có thể tìm người. Vợ Mỹ Nhi, tôi căn bản cảm thấy chúng ta không cần chờ hình gửi đến. Hạ Thiên mở miệng nói. Mỹ Nhi có chút kỳ quái. Vì sao? Vì tôi thấy được cô ta. Hạ Thiên chỉ vào cách đó không xa. Vợ Mỹ Nhi, tôi thấy thứ kia trên người cô ta mị nhi không khỏi sững sờ cậu nói nhân viên siêu thị kia sao đúng vậy chính là cô ta hạ thiên khẽ gật đầu thật ra tôi vừa đến đã phát hiện cô ấy nhiều lúc liếc mắt nhìn lúc đầu tôi cũng tưởng mình quá đẹp trai vì vậy có người nhìn là bình thường cũng không quan tâm mị nhi nghe vậy thì không khỏi chừng mắt nhìn hạ thiên đúng là hạ thiên tiếp tục nói nhưng một lát sau thì cô ta rõ ràng không nhìn tôi tôi đẹp trai như vậy mà không nhìn Điều này nhất định không tầm thường, vì vậy cô ta nhất định có vấn đề. Cậu đúng là quá sức hưởng ép." Nghị Nhi tức giận nói. "Trong siêu thị này có bao nhiêu cô gái không nhìn anh, chẳng lẽ bọn họ đều có vấn đề?" "Vợ Mị Nhi, tóm lại chị nên tin tôi, cô gái kia chắc chắn có vấn đề, trước tiên chị bắt cô ta lại, sau đó lục soát, không chừng có thể biết được những thứ kia đang ở đâu." Hạ Thiên vẫn kiên định ý kiến của mình. "Này, cậu nói rõ cho tôi biết." Rốt cuộc làm sao cậu biết cô ấy có vấn đề? Mị Nhi nhìn cô nhân viên siêu thị rồi hỏi một câu. "Đừng nói đến vấn đề đẹp trai này nọ, cậu chắc chắn có nguyên nhân khác." "Vợ Mị Nhi, nếu chị không bắt cô ta lại, cô ta sẽ bỏ chạy." Hạ Thiên lại cười hì hì nói. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì cô nhân viên siêu thị kia đột nhiên chạy vào bên trong, mà nàng vừa chạy đi thì Mị Nhi cũng xác định đối phương có vấn đề. Mị Nhi cũng không tiếp tục bình luận với Hạ Thiên. Nàng lóe lên xuất hiện phía sau cô gái kia, sau đó vung tay giữ lấy vai đối phương, cô nhân viên này chỉ kịp kêu lên một tiếng khá nhỏ rồi không thể nhúc nhích. Cứu mạng, ăn cướp, có cướp. Cô nhân viên siêu thị chợt gào lên. Vô tình có nhiều người nhìn về phía bên này, lúc này trong siêu thị có rất nhiều người, mà đám nhân viên siêu thị khác cũng chạy về phía bên này, rõ ràng chuẩn bị hỗ trợ. Cảnh sát phá án. Mị Nhi hừ một tiếng, sau đó nàng bẻ ngoặt tay cô nhân viên này lại tất nhiên nàng không phải là cảnh sát nhưng đôi khi nàng sẽ lấy thân phận của cảnh sát dù sao thì cảnh sát đối với người thường cũng dễ hiểu hơn nếu nàng nói mình là đặc công ám tổ sợ rằng người thường nghe xong cũng chẳng hiểu gì mị nhi cũng không quan tâm có nhiều người nhìn nàng đưa cô nhân viên ra ngoài sau đó nhanh chóng hỏi hạ thiên xem trên người cô ta có gì không lúc này hạ thiên mới đến bên cạnh mị nhi hắn nhìn chằm chằm vào cô gái một lúc rồi lắc đầu vợ mị nhi có gì đó hơi lạ hình như cô gái này không phải là đặc công nói đi cô lấy món đồ trong tủ và để đâu rồi mị nhi nhìn chằm chằm vào cô gái rồi lạnh giọng hỏi không không liên quan đến tôi 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 chỉ giúp người ta cầm cô nhân viên siêu thị lắp bắp nói tôi hỏi cô thứ đó đang ở đâu giọng điệu của mị nhi càng thêm lạnh lùng ở chỗ đó cô nhân viên siêu thị nâng tay lên chỉ vào cách đó không xa có, có người cho tôi một khoản tiền, để tôi lấy món đồ trong tủ ra, tôi, tôi không biết người đó là ai. Nghị Nhi nhanh chóng tìm được phần tài liệu mà An Tiểu Bội đã chuẩn bị, nhưng nàng thật sự không vui nổi, vì cô gái nhân viên siêu thị này không phải là người trong tổ chức của dịch chi ngôn, chỉ là một cô nhân viên bình thường mà thôi. Nói cách khác thì hành động lần này xem như thất bại. Xem ra đối phương không bị mắc lừa, bây giờ cậu tính toán thế nào? Nghị Nhi khẽ hỏi Hạ Thiên trước tiên đưa cô gái này về thẩm vấn cái đã hạ thiên suy nghĩ rồi nói vậy thì được chúng ta đưa cô ấy về căn cứ mị nhi gật đầu lúc này nàng thật sự không còn biện pháp nào khác mị nhi vừa nói xong và nhận được ảnh chụp so sánh một chút thì phát hiện đúng là cô gái này lúc đầu nàng chưa mặc quần áo nhân viên siêu thị sau khi lấy được đồ vật trong tủ thì nàng mới mặc quần áo vào mị nhi không quan tâm đến những người kia nàng đưa cô nhân viên ra khỏi siêu thị, đẩy đối phương lên xe, sau đó chạy về căn cứ ám tổ. Vợ Mỹ Nhi, chờ chút. Hạ Thiên lại mở miệng. Sao vậy? Mỹ Nhi hỏi. Trên lầu bên kia có người dùng kính viễn vọng quan sát bên này. Hạ Thiên chỉ vào tòa lầu đối diện. Tôi cảm thấy hắn đang nhìn mình. Ủa, không đúng, tên ngốc kia thấy tôi thì muốn chạy, quả nhiên có vấn đề, trước tiên tôi chụp hắn lại rồi nói sau. Hạ Thiên chợt biến mất, Hắn dùng tốc độ mà người thường khó thể bắt kịp mà chạy về phía tầng cao của khu thương mại, trên đó có một tên đàn ông dùng kính viễn vọng quan sát đang chuẩn bị bỏ đi. Đáng tiếc là tốc độ của người này không đủ nhanh, vừa mới đi đến cửa thì Hạ Thiên đã phá cửa sổ tiến vào. Tên đàn ông vừa thấy động sau lưng thì quay đầu, hắn thấy Hạ Thiên, vẻ mặt chợt biến đổi lớn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra câu nào thì phát hiện mình mất đi năng lực hoạt động, sau đó cũng thấy không còn phát ra âm thanh nào. Một giây sau hắn phát hiện cơ thể mình bay lên, sau đó lại thấy mình ở trong một chiếc Audi. "Vợ Mị Nhi, chúng ta đi thôi." Hạ Thiên nói, đồng thời lấy ra một cây ngân châm đêm lên người cô nhân viên siêu thị, cô gái này lập tức hôn mê. Sau đó Hạ Thiên dùng châm đâm lên người tên đàn ông. Mị Nhi cũng không hỏi gì, nàng chỉ lái xe chạy về phía căn cứ ám tổ. Mười phút sau Mị Nhi nghe thấy tên đàn ông vừa bị bắt đến đang trả lời những câu hỏi của Hạ Thiên. Khi quay về căn cứ thì Hạ Thiên cũng tỏ ra thoải mái. À, lại thu phục được một tên nữa, vợ Mị Nhi, người này giao cho chị. Đợi Mộc Hàm thức dậy thì giao cho cô ấy. Mị Nhi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hạ Thiên, cuối cùng nàng không nhịn được phải hỏi. Này, có phải cậu vừa thôi miên đối phương? Đúng vậy, Hạ Thiên thành thật thừa nhận. Sau khi bị cậu thôi miên, có phải cậu nói gì thì đối phương cũng nghe theo? Mị Nhi lại hỏi. Đương nhiên rồi." Hạ Thiên vẫn gật đầu không chút do dự. Mị Nhi há hốc miệng giống như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói nên lời. Lúc này trong lòng nàng có chút lo lắng, Sắc Lang này có thể thôi miên mình không? Mị Nhi suy xét lại và cảm thấy ý nghĩ của mình có hơi dư thừa, ít nhất lúc này Sắc Lang vẫn không thôi miên nàng, nếu không chẳng phải hắn đã thích làm gì thì làm rồi sao? Mộc Hàm có lẽ đã bị tên Sắc Lang này thôi miên, nếu không thì sao lại tốt với hắn như vậy? Mị Nhi thầm nói, nàng quyết định không nên đề cập đến chuyện này nữa, nếu Sắc Lang này thật sự bị nàng nhắc nhở, thật sự thôi miên nàng, như vậy sẽ không xong. Nàng cũng không muốn là búp bê trong tay hắn. Chương 1194, nhiều tên bị bệnh tâm thần. Trước tiên Mị Nhi giam tên khốn thuộc tổ chức của Dịch Chi Ngôn và cô nhân viên siêu thị vì tham tài mà gặp chuyện không may kia lại. Sự kiện này vẫn luôn do Mộc Hàm phụ trách, nếu Mộc Hàm chưa quay về thì Mị Nhi sẽ có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ Mộc Hàm đã về, Mị Nhi cảm thấy để cho Mộc Hàm xử lý thì hay hơn, dù sao Mộc Hàm cũng quen thuộc hơn. Còn Hạ Thiên, dưới yêu cầu của Mị Nhi, hắn bắt đầu phải tiến hành trị liệu cho những đặc công vì bị thương hoặc bị bệnh mà không khỏi xin nghỉ hưu sớm. Từ khi ám tổ được thành lập đến nay, có nhiều đặc công vì bị thương về trí não và tinh thần hoặc có vấn đề lớn về tâm lý mà được đưa vào bệnh viện, nhưng đám người này không có được cuộc sống như người thường. Có vài chục người ở lại thủ đô mà bọn họ cũng được ám tổ đưa đến để Hạ Thiên chữa trị. Điều Hạ Thiên cảm thấy bất ngờ chính là vài chục người này bị tàn tật chưa đến một nửa, căn bản là có vấn đề về tinh thần hoặc tâm lý. Vợ Mị Nhi, tôi thấy chị và vợ tóc vàng không nên tiếp tục ở lại công tác trong ám tổ nữa. Hạ Thiên nhìn đám bệnh nhân mà không khỏi nói với Mị Nhi. Vì sao? Mị Nhi tức giận hỏi. Vợ Mị Nhi, ám tổ này có quá nhiều người bị tâm thần, các chị ở đây sẽ không an toàn hạ thiên nghiêm trang nói này đừng mắng người không phải cậu đang mắng chính mình sao mị nhi trừng mắt nhìn hạ thiên không phải cậu chữa tốt cho bọn họ thì sẽ không còn vấn đề gì sao hạ thiên lại lắc đầu vợ mị nhi bệnh nhân cũ sẽ hết nhưng bệnh nhân mới sẽ ngày càng nhiều dù tôi mở bệnh viện tâm thần ở đây cũng không thể nào chữa hết vì vậy vợ mị nhi không bằng thị theo tôi quay về thành phố giang hải tôi cũng không muốn làm tổ trưởng ám tổ dù bọn họ đều có bệnh cậu thấy bọn họ có thể làm tổn thương tôi và mộc hàm được sao mị nhi tức giận nói vợ mị nhi phải đề phòng chứ các chị theo tôi sẽ an toàn hơn hạ thiên nghiêm trang nói cậu muốn gạt chúng tôi đến thành phố giang hải sao mị nhi hừ khẽ một tiếng đừng cho là tôi không biết cậu có ý gì mau đi chữa bệnh cho người ta đi hạ thiên nhìn mị nhi rồi chăm chú hỏi vợ mị nhi chị đã nghe qua câu nói này chưa Câu gì? Mị Nhi hỏi. Phụ nữ càng ngốc càng đáng yêu. Hạ Thiên có chút tiếc hận. Vợ Mị Nhi, sao chị không ngốc một chút? Dù chị không thật sự ngốc thì cũng có thể cố ý ngốc một chút, để tôi lừa chị đến thành phố Giang Hải. Mặc kệ cậu. Mị Nhi chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Trước tiên cậu chưa tốt cho bọn họ. Chị hết bệnh thì đến tìm tôi. Bây giờ tôi đi trước. Mị Nhi nói đi là đi, chỉ nháy mắt đã biến mất. Nàng vốn nghĩ cũng muốn ở lại xem nhưng nàng phát hiện ở bên cạnh thì hạ thiên sẽ không chuyên tâm chữa bệnh vì thế nàng đi thì hay hơn vợ mị nhi chờ tôi đến dùng cơm trưa hạ thiên còn hô lên một câu về phía mị nhi mị nhi tuy nghe được lời này của hạ thiên nhưng không quá quan tâm còn ăn cơm chưa sao nàng cũng không tin hắn có thể chữa tốt cho mọi người trước bữa cơm chưa mị nhi vừa bỏ đi thì hạ thiên đã vào phòng bắt đầu chuyên tâm chữa bệnh cho đám người có vấn đề Thật ra dựa theo quan điểm của y học hiện đại thì bệnh tâm thần và tâm lý không giống nhau, mà 20 năm gần đây bọn họ cũng thấy có nhiều chuyện không giống. Nhưng đối với Hạ Thiên thì đám người này đều như nhau, đều là kẻ đầu óc có vấn đề. Vì thế Hạ Thiên chữa trị cho bọn họ cũng đơn giản, chỉ cần làm cho đầu óc của bọn họ trở nên bình thường là được. Hắn có y thuật cao siêu nhưng đầu óc là bộ vị khó trị nhất, hơn nữa đầu óc mỗi người cũng không giống nhau, vì thế trị liệu cũng khá phiền. Hạ Thiên mất gần 3 giờ mới trị liệu cho hơn 20 người, mà xong việc cũng là 2 giờ chiều. "Ôi, chữa xong, trước tiên đi ăn cơm cái đã." Hạ Thiên duỗi lưng muốn đẩy cửa đến căn tin dùng cơm. Hạ Thiên vừa đi được vài chục mét thì dừng. "Vợ Mị Nhi, chị chờ tôi ăn cơm sao?" Hạ Thiên nhìn Mị Nhi đang đứng cách đó không xa rồi dùng giọng ngạc nhiên nói. "Tôi không đợi cậu." Mị Nhi phủ nhận. "Tôi đã ăn rồi." Vợ Mị Nhi lừa chồng không phải là tốt hạ thiên chân thành nói tôi lừa cậu hồi nào mị nhi hừ một tiếng sau đó nàng ý thức được có điều không đúng nàng trả lời như vậy không phải thừa nhận xác lang này là chồng mình sao vợ mị nhi chị rõ ràng còn chưa ăn cơm hạ thiên tùy ý nắm bàn tay trắng nõn của mị nhi bữa cơm gần nhất của chị chính là bữa sáng ăn cùng tôi mị nhi chợt á khẩu người này đúng là thứ gì cũng biết ngay cả nàng còn chưa dùng cơm trưa cũng biết. Lúc sáng Hạ Thiên nói sẽ dùng cơm trưa với Mị Nhi, tất nhiên nàng sẽ không để trong lòng. Lúc đó nàng cũng hiểu, đến khi hắn chữa bệnh xong thì sợ rằng đã qua giờ cơm rồi. Nhưng khi nàng được thủ hạ báo cáo, biết Hạ Thiên mất cả buổi sáng để chăm chú chữa bệnh thì tâm tình của nàng rất tốt. Người này thích làm càn nhưng lại biết làm việc, nàng nói gì hắn cũng chân thành đi làm, điều này làm cho nàng thỏa mãn vì vậy nàng cảm thấy cũng nên thỏa mãn yêu cầu cùng đi ăn cơm trưa với hắn vì thế mà mị nhi mới chờ đến bây giờ nhưng hạ thiên vừa hỏi thì mị nhi chợt có chút hối hận vì nàng biết rõ đối phương là loại người được một tấc sẽ tiến lên một thước nếu nàng tốt với hắn nhất định hắn sẽ chiếm tiện nghi của nàng ngày càng nhiều nếu nàng để hắn biết mình chủ động chờ đi dùng cơm như vậy sợ rằng hắn sẽ có ý nghĩ đưa nàng vào nhà làm chuyện hư hỏng cũng vì ý nghĩ đó mà mị nhi mới phủ nhận nhưng nàng cũng không ngờ lời phủ nhận của mình là không có tác dụng vì hạ thiên thật sự biết nàng chưa dùng cơm trưa vì vậy mà mị nhi để tùy ý cho hạ thiên nắm tay mình đi vào căn tin sau đó cả hai dùng cơm trưa sau khi ăn cơm trưa nàng nhanh chóng bình tĩnh vì hạ thiên thật sự không muốn tiến thêm một thước hắn lại muốn đến chữa bệnh cho đám người bị tàn tật của ám tổ trị liệu cho đám người này cũng không dễ vì bọn họ tàn tật đã khá lâu cũng giống như chữa trị cho chu nhất vào ngày hôm qua có nhiều người bị teo rút, tuy có thể chữa trị tốt, nhưng dù là thần y như Hạ Thiên cũng mất thời gian. Vì vậy mãi đến 8 giờ tối thì Hạ Thiên mới cơ bản chữa xong cho đám thành viên tàn tật, sở dĩ nói là cơ bản vì cuối cùng có nhiều phiền toái. Có một đặc công tên là Yên Phi, tuổi không lớn, mới hơn 30, vài năm trước bị thương, mức độ nhẹ hơn những người khác, hắn vẫn có thể tự lo cho cuộc sống. Của mình, hắn có hai chân khỏe mạnh, cũng còn một tay phải khỏe mạnh, thực tế thì bảo hắn giết người cũng không khó nhưng đối với hạ thiên thì yên phi này là phiền nhất vì người khác tuy có vấn đề nhưng tay chân vẫn đầy đủ mà tên này lại thiếu một tay từ khuỷu tay trái trở xuống đã bị người ta chặt mất muốn trị liệu cũng rất phiền đối với hạ thiên thì muốn chữa tay rất đơn giản chỉ cần có nửa cánh tay nối vào là được thực tế thì đây không phải quá khó nếu không có tay thật cũng chỉ cần bỏ vào một phần tay giả là được bây giờ tay trái của yến phi là tay giả có phải không thể trị? Mị Nhi cả buổi chiều ở bên cạnh Hạ Thiên, nàng thấy Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào tay giả của Yên Phi, vì vậy không nhịn được phải hỏi. Hạ thần y, nếu thật sự không trị được thì không sao, điều này cũng không thể trách cậu, tôi cũng nghĩ khó làm cho tay trái trở lại như thường. Yên Phi mở miệng nói, giọng điệu hơi khàn nhưng khá bình tĩnh. Thật ra trước khi đến đây thì Yên Phi căn bản không ôm hy vọng, nhưng người ám tổ đến đón, hắn không thể không đến mà đến lúc tận mắt thấy y thuật thần kỳ của Hạ Thiên có thể biến phế nhân thành người bình thường, hắn bắt đầu có chút hy vọng. Tuy vì còn tay phải nên cuộc sống cũng không quá khó khăn, nhưng có ai không muốn làm người bình thường? Cũng không phải không thể làm cho chi sống lại, thật ra chỉ cần bản thân có năng lực phục hồi mạnh mẽ là được. Khi còn nhỏ thì phương diện này rất mạnh, khi càng lớn tuổi thì năng lực này sẽ càng kém. Nhưng dù là người lớn hay trẻ nhỏ, dưới tình huống bình thường, bị chặt tay sẽ không thể mọc ra lại. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nhưng tôi là đệ nhất thần y, những thứ không làm được nhưng đối với tôi lại khác chỉ cần cho thời gian, tôi sẽ làm nó mọc trở lại. Suốt cuộc cần bao lâu? Mị Nhi không khỏi hỏi. Cậu đừng nói lại là nửa giờ nhé. Vợ Mị Nhi, lần này là thật sự rất lâu, trước tiên tôi phải châm cứu cho anh ta, sau đó cho anh ta vừa uống thuốc vừa thoa, sau đó mất nửa năm mới mọc ra được. Hạ Thiên trả lời. Hạ Thiên dừng một chút rồi nhìn Yên Phi. Này, thật ra tôi có biện pháp khá hơn, cũng có thể làm tay trái giải ra, anh có muốn thử không? chương 1195, tay gãy mọc lại. Biện pháp gì? Yên Phi vội vàng hỏi. À, biện pháp này thật ra rất đơn giản, cũng sẽ rất nhanh, đó là lấy một nửa cánh tay của người khác nối vào tay anh, như vậy chỉ cần một giờ là tôi sẽ biến nó thành tay của anh. Hạ Thiên giải thích yên phi chợt ngẩn ngơ đó là mà biện pháp sao đây mà là biện pháp sao cậu cho rằng có thể tùy tiện lấy tay của người khác à mị nhi tức giận nói hạ thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn mị nhi điều này không phải đơn giản sao nếu không muốn lấy nửa cánh tay của người sống như vậy có thể lấy nửa cánh tay của người đã chết tôi cũng có thể nhanh chóng nối lại đến lúc đó tay chết cũng thành tay sống mị nhi chợt ngẩn ngơ như vậy cũng được sao tất nhiên là được, vợ Mỹ Nhi, tôi đã sớm nói rồi, tôi có gì không làm được. Hạ Thiên nói lời khẳng định. Mỹ Nhi quay đầu nhìn Yên Phi. Anh xem xét đi, nếu anh muốn, tôi sẽ cho người đi tìm tay phù hợp, tay người chết cũng không phải khó tìm. Nếu tay người chết cũng có thể sử dụng được, Mỹ Nhi tất nhiên sẽ không phản đối. Hạ thần y, tôi muốn biết, dựa theo lời nói của anh, tay trái của tôi nửa năm sau có thể dài ra sao? Yên Phi suy tư một lúc rồi hỏi. Tất nhiên là có thể dài ra, nhưng có phải sau thời gian nửa năm hay không thì tôi còn chưa xác định, nhưng có thể chắc chắn không vượt quá một năm, tay anh sẽ mọc dài ra. Hạ Thiên khẳng định. Yên Phi trầm mặc, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm. Hạ Thiên có chút không bình tĩnh. Này, anh nói đi, muốn thế nào? Nếu không thì tối nay anh có thể suy nghĩ lại, đến mai tôi sẽ chữa cho anh. Được rồi, hạ thần y trước tiên để tôi suy nghĩ cái đã yên phi do dự một chút sau đó khẽ gật đầu bây giờ cũng không còn sớm cậu cũng chưa ăn cơm tối tôi cũng không muốn chậm trễ thời gian của hai người vậy thì được anh cứ chậm rãi suy xét tôi dù sao cũng không vội hạ thiên nói xong thì kéo tay mị nhi bước đi vợ mị nhi chúng ta đi ăn cơm tối vài chục giây sau cậu không phải nói ăn cơm tối sao cậu đi đâu vậy Nghị Nhi không nhịn được phải hỏi. Căn tin ở bên kia. Tôi đi gọi vợ tóc vàng thức dậy. Hạ Thiên trả lời, bên này thật sự không phải là căn tin, nhưng đó chính là nhà của Mộc Hàm. Sao cậu biết cô ấy còn chưa thức dậy? Nghị Nhi hừ một tiếng nói. Vợ Mị Nhi, chỉ có đôi khi ngốc đến mức đáng yêu. Hạ Thiên cười hì hì. Nếu chị ấy thức dậy thì nhất định sẽ đến tìm tôi, bây giờ chị ấy chưa đến tìm, chắc chắn còn đang ngủ nướng, vì vậy tôi muốn đi gọi chị ấy thức dậy mị nhi không phản bác vì vậy mà chỉ một lát sau hạ thiên đã kéo mị nhi đến ký túc xá của mộc hàm nhưng đúng như lời của hạ thiên mộc hàm vẫn còn ngủ mị nhi thấy thật sự gai mắt với tư thế ngủ của mộc hàm vào lúc này tuy nàng đắp mềm nhưng phần lớn cơ thể đều lộ ra bên ngoài mà hạ thiên thấy tư thế này rất mê người làm hắn sinh ra xúc động muốn chạy đến cắn vài cái nhưng vì có mị nhi ở bên cạnh hạ thiên chỉ có thể cố gắng áp chế xúc động mà hắn cũng cố gắng vươn tay vào trong chăn với ý đồ muốn sờ mông mộc hàm, đồng thời còn hô lên một tiếng. Vợ, thức dậy, tôi biết chị đã tỉnh rồi. Chồng, tôi còn muốn ngủ nữa. Mộc hàm dùng giọng cực kỳ lười biếng và quyến rũ nói, nàng thật sự đã thức dậy, nhưng tối qua nàng tiêu hao quá nhiều thể lực, tuy ngủ đã lâu nhưng chưa ăn gì, làm nàng cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Tất nhiên cũng không phải nàng chẳng còn sức lực để thức dậy, chẳng qua nàng chỉ thuận tiện muốn làm nũng mà thôi vợ, thức dậy ăn cơm, nếu không sẽ chẳng còn chút sức lực. Hạ Thiên trực tiếp sốc chăn bế Mộc Hàm lên. Tôi giúp chị mặc quần áo. Cảm ơn chồng. Mộc Hàm cũng chưa mở mắt hoàn toàn nhưng đã hôn ngay lên mặt Hạ Thiên, sau đó nàng phát hiện trong phòng có người thứ ba. Mộc Hàm ngẩn người, một giây sau nàng đã khôi phục như thường, sau đó cười thản nhiên với Mị Nhi. Mị Nhi, chị cũng ở đây à? Mị Nhi nhìn Mộc Hàm không mảnh vải che thân mà có chút xấu hổ, vì thế mà không khỏi vô thức cúi đầu. Nhưng một lát sau nàng cũng không nhịn được phải nhìn Mộc Hàm vài lần, cuối cùng đưa ra kết luận, dáng người của mình cũng không kém Mộc Hàm, thậm chí còn tốt hơn một chút. Dáng người của Mộc Hàm rất tốt nhưng cũng nhanh chóng bị quần áo che phủ, Hạ Thiên bỏ ra vài phút để mặc quần áo tử tế cho nàng. "Chồng, tôi đi rửa mặt." Mộc Hàm trực tiếp đứng lên vào nhà vệ sinh, vài phút sau nàng mới đi ra. "Đi thôi, đi ăn cơm." Hạ Thiên dùng một tay nắm eo Mộc Hàm, tay kia nắm bàn tay mềm mại của Mỹ Nhi. Lúc này Mỹ Nhi chỉ hơi vùng vẫy, sau đó để tùy ý cho hắn nắm lấy tay. Cứ như vậy mà Hạ Thiên dẫn theo hai người đẹp của ám tổ đến căn tin, trên đường gặp vài người, ai cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Dù ai cũng biết hắn có quan hệ với hai người đẹp, nhưng tận mắt thấy hắn trái ôm phải ấp thì không thể không bội phục. Đúng là không hỗ danh ám hoàng, năng lực tán gái cũng thuộc loại đệ nhất ám tổ. Tuy bây giờ đã hơi muộn nhưng căng tin vẫn còn khá nhiều thức ăn, thực tế với thân phận của ba người bọn họ, dù bất kỳ là lúc nào muốn ăn cũng được. Ba người ngồi vào bàn ở căng tin, để đầu bếp xào nấu, sau đó bắt đầu tận hưởng bữa tối. Mộc Hàm đã một ngày không ăn, tất nhiên nàng cũng không quan tâm đến phong thái thuộc nữ, món ăn vừa đưa lên thì đã tọng vào miệng. Mãi 10 phút sau nàng mới cảm thấy hơi lưng lưng, sau đó động tác mới tạm chậm lại, sau đó mới có thời gian nói chuyện. Trông, vài ngày nay cậu có việc gì ở ám tổ, hay cố ý đến thăm Mỹ Nhi? Một hàm sau khi quay về thật ra còn chưa hỏi Hạ Thiên đến đây làm gì. Tôi vốn cố ý đến tìm vợ Mỹ Nhi, nhưng vợ Mỹ Nhi lại đưa đến rất nhiều chuyện. Hạ Thiên tỏ ra bất đắc dĩ, làm một người đàn ông tốt cũng không dễ dàng gì. Lần này Mỹ Nhi cũng không phản bác Hạ Thiên, nàng ở bên cạnh gật đầu nói. Hai ngày qua cậu ấy đã làm được rất nhiều chuyện. Sau đó Mị Nhi và Mộc Hàm vừa ăn vừa nói chuyện, nói ra những gì Hạ Thiên làm được trong hai ngày qua, điều này làm cho Mộc Hàm sững sờ. Tuy nàng biết chồng lợi hại, nhưng không ngờ chỉ hai ngày đã làm được nhiều chuyện như vậy, nàng tin sau này sẽ không còn ai nói hắn là ám hoàng hữu danh vô thực. Mị Nhi, cái tên của chị đúng là rất tốt, mị lực cũng không phải bình thường. Mộc Hàm nói giỡn với Mị Nhi. Chị xem chồng kia, bây giờ thật sự bị chị làm cho trở nên dễ bảo, Cậu ấy đến bây giờ còn chưa từng nghe lời tôi như vậy. Vợ, tôi cũng rất nghe lời chị." Hạ Thiên ở bên cạnh nói. "Hi hi, chồng, tôi thích nghe cậu nói những lời như vậy." Mục Hàm cười quyến rũ với Hạ Thiên. Mị Nhi liếc mắt, "Cậu ấy bị chị làm hư, không nghe lời chị mới là lạ." "Vợ Mị Nhi, tôi không ngại bị chị làm hư." Hạ Thiên tiếp một câu. "Phụ nữ chúng tôi nói chuyện, cậu ở bên cạnh nghe là được, đừng chen lời." Nghị Nhi liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Được rồi, tôi tiếp tục ăn, dù sao cũng chưa ăn no. Hạ Thiên nói xong thì vùi đầu vào ăn uống, lúc này đầu bếp cũng liên tục bận rộn, luôn tay xào nấu và đưa thức ăn lên. Lúc này đầu bếp cũng tin, lượng cơm thật sự có liên quan trực tiếp đến năng lực con người. Nghị Nhi và Mộc Hàm trò chuyện rất vui vẻ, thật ra đây là chuyện quen thuộc giữa hai người bọn họ, mà cao thấp ám tổ cũng biết điều này. Thật sự không có biện pháp, ai? bảo các nàng có quan hệ với Hạ Thiên. Hai người đẹp trò chuyện rất vui, Hạ Thiên ăn cũng rất ngon, bây giờ hắn ăn cơm mà chút nữa có thể ăn người đẹp, vì thế tâm tình của hắn là rất tốt. Thời gian qua nhanh, vô tình đã qua 9 giờ, khi thấy Hạ Thiên đã ăn no, hai người đẹp cũng bớt trò chuyện. Khi Hạ Thiên định đưa hai người đẹp đi ăn bữa tiệc lớn thì điện thoại của hắn chợt vang lên. Người này điện thoại cho mình làm gì vậy? Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn và lầm bầm. Mộc Hàm cũng quay sang nhìn rồi khẽ nhíu mày. Triệu công tử. Đúng vậy, trước tiên tôi tiếp điện thoại, biết đâu vợ đại yêu tinh có việc. Hạ Thiên nói một câu, sau đó tiếp điện thoại. Điện thoại vừa nối thông thì Triệu công tử đã căng thẳng nói. Hạ Thiên, Tiểu Vũ xảy ra chuyện. Tiểu Vũ, anh nói vợ đại yêu tinh, Triệu Vũ cơ sao? Hạ Thiên chợt sướng sờ, sau đó vội vàng hỏi. Tiểu Vũ tối nay tham gia một bữa tiệc, sau đó bị bắt đi, bây giờ căn bản chưa biết thân phận của kẻ bắt cóc, cũng không biết mục đích của đối phương. Nghe nói đối phương rất lợi hại, là loại cao thủ như cậu, vì vậy tôi mới nhờ cậu hỗ trợ. Triều công tử nhanh chóng nói. Nói cho tôi biết địa chỉ bữa tiệc kia, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Được. Triệu công tử nhanh chóng nói ra một địa chỉ. Tôi ở đó chờ cậu đến. Tôi phải đi, vợ đại yêu tinh bị người ta bắt cóc. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó lên tiếng với Mị Nhi và Mộc Hàm, cuối cùng biến mất trong tầm mắt hai người. Mị Nhi và Mộc Hàm chợt khiếp sợ, Triệu Vũ Cơ bị bắt cóc. Hơn nữa còn là ở thủ đô, đúng là quá khó tưởng. Lúc này Hạ Thiên đã dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi ám tổ, địa chỉ mà Triệu công tử vừa nói khá xa lạ, hắn thật sự chưa đến đó bao giờ. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, lần này gọi đến là một số điện thoại lạ. Chương 1196, đạo cô xinh đẹp Ai vậy? Hạ Thiên mất kiên nhẫn tiếp điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không phân biệt được nam nữ. Hạ Thiên, triệu vũ cơ trong tay tôi, cậu muốn tìm cô ta thì mau đến trường thành. Thì ra là đám người ngu ngốc các người bắt vợ tôi. Hạ Thiên lập tức nổi giận. Tôi nói cho mà biết, các người chết chắc rồi. Hạ Thiên, nếu muốn triệu vũ cơ bình yên vô sự, tốt nhất đừng nói như vậy. Tôi biết gió cậu rất lợi hại, nhưng tôi cho cậu biết, dù cậu có thể đơn giản giết chết tôi, nhưng tôi cũng có thể giết chết Triệu Vũ Cơ đơn giản như vậy. Giọng điệu kia có chút trong trẻo mà lạnh lùng. Tôi chỉ muốn làm chút giao dịch, bây giờ cậu đến Trường Thành, chỗ cậu từng đưa công chúa Sama bay lượn trên trời, đến đó có thể thấy tôi và Triệu Vũ Cơ. Người không biết là nam hay nữ kia chợt cúp điện thoại. Hạ Thiên thì nhảy dựng lên, sau đó bay về phía không trung, phóng về phía Trường Thành. Hạ Thiên vừa phi hành vừa lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Công Tử. Anh không cần tìm, tôi biết chị ấy ở đâu, yên tâm, tôi sẽ đưa chị ấy về. Hạ Thiên cũng không cho Triệu Công Tử cơ hội nói chuyện, hắn nói xong thì cúp điện thoại. Trên trường thành, đây là đoạn trường thành cao nhất, có hơi u tối, nhưng cũng có thể thấy ba bóng người mơ hồ. Nếu đứng gần có thể thấy ba người này là một nam ba nữ. Trong đó có một cô gái mặc lễ phục màu đen rất đẹp đẽ quý phái, trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương mơ hồ bừng sáng nhưng nếu so sánh với dung mạo của nàng dù là bộ lễ phục hay dây chuyền kim cương cũng ảm đạm thất sắc nếu trên trời có sao gương mặt việt mỹ của nàng có thể so sánh với những vì sao lấp lánh kia hơn nữa dáng người và tư thái của nàng cũng cực kỳ mê người điều duy nhất đáng tiếc chính là chỗ này thật sự không có bao nhiêu người thưởng thức được vẻ đẹp của nàng lúc này vẻ mặt của cô gái rất mất tự nhiên nhưng điều cũng khó trách nàng Thực tế nếu người khác rơi vào tình cảnh như vậy, chỉ sợ đã bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ, vì trên chiếc cổ trắng nõn của nàng đang gác lên một thanh kiếm. Cô gái này không phải là ai khác mà chính là Triệu Vũ Cơ vừa bị bắt cóc không lâu, là thiên hậu hoa ngữ nổi danh đỉnh đỉnh, là đại yêu tinh trong bốn đóa hoa ở thủ đô. Nàng đột nhiên bị bắt cóc đưa đến đây, trên cổ còn có một thanh trường kiếm, lại còn phải cố gắng giữ tỉnh táo, có thể nói tố chất tâm lý của nàng là rất xuất sắc. Chủ nhân của cây trường kiếm cũng là một người phụ nữ, nếu so sánh với Triệu Vũ Cơ xinh đẹp quý phái thì nàng ăn mặc rất mộc mạc, nhưng trang phục của nàng rất kỳ dị, vì nàng mặc trang phục của một đạo cô. Áo xanh, tóc búi cao, giống như một nữ đạo sĩ thời cổ đại. Nhưng dung mạo của vị đạo cô này cũng không vì vậy mà so ra kém với Triệu Vũ Cơ, gương mặt trái xoan đủ để khuynh quốc khuynh thành, áo bào xanh che phủ dáng người kiêu ngạo, nếu so sánh với Triệu Vũ Cơ thì còn có vẻ trưởng thành hơn. Tuy trên mặt nàng có chút lạnh lùng mà không ngọt ngào quyến rũ như Triệu Vũ Cơ, nhưng lại có một hương vị khác thường. Quan trọng là đạo cô này nhìn có vẻ là bình thường, nhưng trên người nàng vẫn bùng ra một khí chất cao quý rất tự nhiên, dù cách ăn mặc của nàng cách biệt một trời một vực so với Triệu Vũ Cơ, nhưng hai người bọn họ đứng cạnh nhau, khí chất cũng không thua kém. Tất nhiên đạo cô kia tuổi lớn hơn Triệu Vũ Cơ, tuy không biết chính xác, nhưng cảm thấy ít nhất cũng hơn 30. Còn người đàn ông thì rất anh tuấn. Tuổi có vẻ còn lớn hơn cả vị đạo cô kia, khoảng gần 40. Người này cũng ăn mặc như đạo sĩ, nhưng không biết có phải là đồng môn của vị đạo cô kia hay không. Lúc này vị đạo sĩ đang nhìn về phương xa, đứng gần đó có hai người đẹp, nhưng hắn không có hứng thú, vì hắn đang quan tâm đến một vấn đề khác. Các người tìm Hạ Thiên muốn làm gì? Triệu Vũ cơ cuối cùng cũng mở miệng hỏi, nàng vừa thấy đạo cô kia điện thoại cho Hạ Thiên, vì vậy nàng biết mình bị bắt cóc không phải vì Triệu gia đắc tội với ai mà là vì liên quan đến Hạ Thiên. Lúc Triệu Vũ Cơ thấy vị đạo cô gọi điện thoại thì thật ra có chút quỷ dị, dù sao thì một vị đạo cô cổ lỗ thế này cầm điện thoại gọi đi cũng làm cho người ta cảm thấy quái lạ. Khi Hạ Thiên đến thì cô sẽ biết. giọng điệu của vị đạo cô kia có chút kỳ quái, âm thanh như trung tính, chỉ cần nghe thì khó biết được người nói là đàn ông hay phụ nữ. Nếu các người có việc gì cầu hắn, cuối cùng đừng nên dùng phương thức này, vì cậu ấy không thích bị uy hiếp. Triệu Vũ Cơ nhìn đạo cô, lúc này nàng đã hoàn toàn chấn tĩnh. Triệu Đại Tiểu Thư, cô nghĩ sai rồi, chúng tôi không có gì cầu hắn, chúng tôi chỉ giao dịch với hắn mà thôi. Vẻ mặt vị đạo cô kia có chút ảm đạm, mà cô chính là thứ để giao dịch. Hắn đến rồi. Tên đạo sĩ nam kia mở miệng nói. Vẻ mặt vị đạo cô có hơi biến đổi, lúc này triệu vũ cơ cũng cảm giác được không khí chung quanh có hơi cô độc. nàng có thể thấy dù là vị đạo cô hay đạo sĩ đều căng thẳng, như lâm đại địch vợ của tôi cũng không phải thứ để giao dịch. Một âm thanh bất mãn từ phương xa truyền đến, khi âm tiết cuối cùng vang lên, triệu vũ cơ cũng thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt mình 10 mét. Đứng lại, vị đạo cô kia quát lên một tiếng lạnh lùng. Hạ thiên, nếu ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ giết triệu vũ cơ. Tuy ngươi lợi hại nhưng ta dám cam đoan, ngươi không thể nào cản được ta giết cô ta. Vị đạo cô mở miệng, nàng vừa nắm chặt tay kiếm, bộ dạng có thể ra tay bất cứ lúc nào hạ thiên cuối cùng cũng đứng lại hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn vị đạo cô cô bắt cóc vợ tôi còn uy hiếp tôi tôi cảnh cáo cô tốt nhất cô thả vợ tôi ra nếu không cô chết chắc hạ thiên muốn triệu vũ cơ bình yên vô sự thì mau nói chuyện giao dịch nếu không dù ta chết trong tay ngươi triệu vũ cơ cũng chết trong tay ta vị đạo cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hạ thiên ánh mắt này làm cho hạ thiên không khỏi cảm thấy ớn lạnh hạ thiên đã gặp qua nhiều người đẹp lạnh lùng xuống núi thì gặp diệp mộng oánh sau đó gặp lãnh băng băng còn có mị nhi trong mắt người thường thì bọn họ đều là người đẹp băng lạnh nhưng chỉ có hạ thiên mới biết các nàng tuy lạnh lùng nhưng trong lòng là vẻ nhiệt tình che giấu các nàng chẳng qua chỉ nhiệt tình với hắn mà thôi còn người đẹp băng lạnh thật sự thật ra phải nói đến dạ ngọc mị vì cái lạnh lùng của nàng hoàn toàn có thể làm cho người ta đóng băng làm người ta không dám lại gần nhưng khốn nổi nàng lại quá đẹp dù là lãnh băng băng Mỹ Nhi hay Dạ Ngọc Mỹ thì Hạ Thiên đều cảm thấy có sự khác biệt với vị đạo cô trước mắt này. Dạ Ngọc Mỹ có lạnh nhưng dù thế nào cũng là một phụ nữ bình thường, nhưng vị đạo cô này lạnh lùng còn bao hàm hương vị tịch mịch. Chính là vì hương vị tịch mịch này mới làm cho Hạ Thiên đứng đó mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ, vì hắn thấy được vị đạo cô xinh đẹp này tuyệt đối không sợ chết, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể chọn phương án cùng chết với triệu vũ cơ. Điều càng làm cho Hạ Thiên không dám có hành động thiếu suy nghĩ chính là, hắn phát hiện vị đạo cô kia thực lực rất mạnh tuy chưa là đối thủ của hắn nhưng trước khi bị giết thì nàng vẫn có đủ thời gian giết chết triệu vũ cơ đến lúc này hắn chỉ có thể vì vợ đại yêu tinh mà nhẫn nhịn một chút cô muốn giao dịch thế nào hạ thiên mở miệng hỏi đơn giản thôi trả lại thanh phong sơn cho chúng tôi tôi trả lại triệu vũ cơ vị đạo cô nói ngắn gọn thanh phong sơn hạ thiên nhìn chằm chằm vào vị đạo cô rồi chợt bừng tỉnh hèn gì giọng điệu quen thuộc thế này thì ra là người hôm đó đánh lén vợ mị mị hạ thiên quay đầu nhìn vị đạo sĩ rồi tiếp tục xem ra anh chính là người hôm đó xuất hiện cứu viên thiên chính ôi anh có thể nói cho tôi biết viên thiên chính bây giờ sống chết thế nào rồi hắn còn chưa chết cũng cảm ơn lòng tốt của ngươi hắn sống cũng không tốt lắm nếu không được đưa đến thanh phong sơn chỉ sợ hắn cũng không sống được bao lâu nữa vị đạo cô dùng ánh mắt vắng lặng nhìn hạ thiên thanh phong sơn vốn thuộc về viên thiên chính chúng ta bây giờ chỉ đòi lại cho hắn chúng ta biết rõ thực lực của ngươi cũng không muốn kết thù với ngươi nhưng chúng ta muốn sinh tồn vì vậy ngươi chỉ cần giao thanh phong sơn ra chúng ta sẽ đảm bảo triệu vũ cơ không hao tổn gì cả sau này chúng ta nước giếng không phạc nước sông không can thiệp vào chuyện của nhau hạ thiên nhìn chằm chằm vào vị đạo cô xinh đẹp một lúc lâu sau đó hắn nhìn vào vị đạo sĩ cuối cùng lại đưa mắt lên người vị đạo cô này, tôi hỏi cô một vấn đề, cô bao nhiêu tuổi rồi? Điều này có liên quan gì? Vị đạo cô xinh đẹp dùng giọng lạnh lùng hỏi. Tôi cảm thấy hai người đã hơn 120 tuổi rồi thì phải. Hạ Thiên tiếp tục truy vấn. Triệu Vũ Cơ nghe vậy thì ngây người, hơn 120 tuổi? Không phải hai lão yêu quái sao? Chỉ cần nhìn bộ dạng của vị đạo cô này, chẳng khác gì một phụ nữ hơn 30 mà thôi. À, chỉ cần nhìn bộ dạng của các người Tôi có lẽ phán đoán không sai, cũng hiểu các vị sao lại muốn đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên không đợi vị đạo cô xinh đẹp đáp lời, hắn nói ngay. "Nhưng tôi có một tin tức không may xin được nói ra, đó chính là dù bây giờ các người đến Thanh Phong Sơn cũng khó thoát chết, nói cách khác, Thanh Phong Sơn căn bản vô dụng với các người." Chương 1197, đổi lại phương pháp giao dịch. "Hạ Thiên, Thanh Phong Sơn có hữu dụng hay không chúng tôi biết rõ hơn cậu." đạo cô nhìn chằm chằm hạ thiên cậu không cần giải thích nhiều tôi chỉ cần biết cậu rốt cuộc có muốn thực hiện giao dịch này hay không thanh phong sơn là của tôi tôi sẽ không cho các người thế nhưng chúng ta có thể đổi cách giao dịch hạ thiên không chút hoang mang nói tôi biết các người muốn thanh phong sơn chỉ vì các người cho rằng linh khí ở thanh phong sơn sẽ giúp các người sống sót thế nhưng thật đáng tiếc tôi nói cho các người biết linh khí ở thanh phong sơn mặc dù đậm đặc hơn so với bên ngoài rất nhiều Vốn dĩ tình trạng của các người hiện tại muốn ở đây tu luyện lên cảnh giới Kim đan thì căn bản là không thể. Đạo cô xinh đẹp sắc mặt biến hóa, mà nam đạo sĩ kia giờ phút này đột nhiên mở miệng, giọng nói dường như hơi mất tự nhiên. "Hạ Thiên, cậu nói như vậy là có ý gì? Có phải cậu biết cái gì không?" "Chẳng lẽ tôi chưa nói cho các người biết, tôi là không có gì không biết sao?" Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi lại một câu. "Hơn nữa, chẳng lẽ các người không biết tôi là thần y đệ nhất thiên hạ? Tôi chỉ cần nhìn các người một chút là có thể nhìn ra thân thể các người có gì không tốt, ngay như hiện giờ, tôi có thể nhìn ra thân thể các người chắc chắn sẽ nhanh chóng giải dạ yếu đi. Rũi lưng một cái hạ thiên tiếp tục nói. Tôi biết các người cũng giống viên thiên chính, cũng là người tu tiên, đối với những người tu tiên như các người mà nói, nếu là ở cách đây 100 năm trước, tức 20 tuổi, vẫn không thể đạt được cảnh giới kim đan, như vậy thì thời gian tới đây, các người bắt đầu già dạ yếu đi, có thể sống đến trên dưới 150 tuổi, lúc đó công lực cũng phần nào sút kém, có lẽ chỉ khoảng vài ba năm thôi sẽ hoàn toàn già dạ yếu đi, sau đó thì chết. Mà các người hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự già dạ yếu, nói cách khác, các người hẳn là sống được hơn 120 tuổi, đáng tiếc chính là các người còn cách cảnh giới kim đan một chút khoảng cách, cộng thêm hiện tại trái đất này đã hoàn toàn không còn thích hợp để tu luyện. Tôi đoán chừng các người hiện tại mỗi ngày có vẻ như cũng không hấp thu được bao nhiêu linh khí, vì thế cũng coi như các người còn có thể sống thêm được 30 năm nữa, dưới tình huống bình thường, các người muốn đạt thành kim đan đúng là chuyện không thể. Hạ Thiên, cậu đã biết như vậy thì hiểu được Thanh Phong Sơn đối với chúng tôi quan trọng như thế nào." Đạo cô xinh đẹp lạnh giọng nói, nàng hiển nhiên là hiểu, Hạ Thiên sẽ không tự nguyện giao lại Thanh Phong Sơn, cả người bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. "Tôi vừa mới nói cho các người biết rồi, mặc dù Thanh Phong Sơn linh khí rất đậm đặc, nhưng đối với các người mà nói, cũng là đã quá muộn, trừ phi các người ở đây tu luyện vào 100 năm trước, nói không chừng có khi còn có hy vọng, còn hiện tại thì hoàn toàn không còn kịp nữa rồi. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói, có điều tôi cũng nói luôn, đó là nhà của tôi cùng thần tiên tỷ tỷ, vì thế tôi không muốn giao cho các người. Hạ Thiên, theo chúng tôi biết, Thanh Phong Sơn cũng không chỉ có linh khí đậm đặc, ở đây còn có chân cầm dị thảo rất quý giá đối với người tu tiên, chúng có thể giúp người tu tiên tăng nhanh khả năng tu luyện. Nam đạo sĩ đón lời, nói. Chân cầm dị thảo. Hạ thiên ngáp một cái. Ông nói đó là những thứ linh chi, tuyết liên các loại, còn có báo tử, hắc hùng, chấm SAO. Chẳng lẽ các người cũng không biết, những thứ đó ăn vào mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có những người tu tiên tiền kỳ mới có tác dụng sao? Với các người ở đây tu luyện thì những thứ đó căn bản là vô dụng. Hạ thiên, ý của cậu là, chúng tôi chỉ có thể chờ chết đúng không? đạo cô xinh đẹp kia đã thật sự tức giận. Rốt của cậu có giao thanh phong sơn lại cho chúng tôi. Không phải cậu muốn nói gì thì nói, chỉ cần cậu giao thanh phong sơn cho chúng tôi là được, nếu không cậu đừng mong đưa được triệu vũ cơ về. Ý, ta có nói với các người đi chờ chết sao? Hạ thiên có chút không vui. Bà bắt cóc vợ đại yêu tinh của tôi, bà có thể thử một chút trong cơ thể nàng có phải có rất nhiều linh khí, chính là hơn xa so với các người. Thế thì sao, Đạo cô xinh đẹp kia hiển nhiên là biết chuyện này. Vậy bà có biết vợ đại yêu tinh năm nay bao nhiêu tuổi không? Nàng mới 20 tuổi. Hạ Thiên có chút bất mãn nhìn chằm chằm đạo cô xinh đẹp. Bà cảm thấy nàng tu luyện bình thường có thể luyện được nhiều linh khí nhanh như vậy sao? Không thể. Đạo cô xinh đẹp hừ một tiếng. Chính vì ta cảm thấy không thể nên ta mới cảm nhận được Thanh Phong Sơn hữu dụng đối với chúng ta. Nếu như nàng không phải đã ăn linh dược đặc biệt gì đó thì làm sao có thể có tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Vợ đại yêu tinh, chị nói cho bà già đầu óc có vấn đề này, tôi với chị quen biết được bao lâu?" Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Triệu Vũ Cơ trả lời một câu. "Chưa tới nửa năm." Hai, bà cảm thấy, trên đời này có loại nào có thể làm cho một người trong vòng nửa năm trở nên lợi hại giống như vợ đại yêu tinh của ta được sao?" Hạ Thiên nhìn đạo cô xinh đẹp hỏi. Đạo cô xinh đẹp sắc mặt có phần mất tự nhiên, nhưng lại vẫn hử nhẹ một tiếng. Thế giới to lớn, không gì không thể, người tu tiên chúng ta trong mắt người bình thường thì cũng là người không bình thường, chúng ta cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ hơn, khó thể nói là cũng chưa có loại linh dược này. Xem ra đầu óc bà quả thật có chút vấn đề a, à? được rồi, tôi đây lại hỏi bà cảm thấy có một phương thuốc có thể làm cho một người vốn dĩ thực lực so với bà sắp đạt thành tu tiên chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi có thể tăng lên thành cảnh giới kim đan sao. Hạ thiên có chút buồn bực, đạo cô xinh đẹp này tuy xinh đẹp, nhưng đầu óc thật là quá không bình thường, muốn thuyết phục nàng xem ra không hề dễ dàng chút nào. Điều này là không thể, cho dù có linh dược cũng không thể trong thời gian mấy ngày có thể làm được, chỉ là một quá trình kết đan đầu tiên cũng phải mất chừng một tháng đạo cô xinh đẹp hừ lạnh một tiếng hạ thiên cậu đừng nói với ta có người có thể dùng thời gian mấy ngày là có thể kết đan thành công thật ra thì cũng không cần tới mấy ngày chỉ một buổi tối là đủ rồi hạ thiên lười biếng nói không đợi đạo cô xinh đẹp nói hạ thiên tiếp tục nói tôi biết bà không tin tôi lợi hại như vậy thế nhưng với tôi thì không gì là không làm được nếu các người không tin tôi sẽ tìm người chứng nhận tới đây người nào Đạo cô xinh đẹp cùng nam đạo sĩ kia chăm miệng một lời hỏi. Chính là vợ mị mị xinh đẹp khả ái của tôi, nàng tên là Tống Ngọc Mị, mấy ngày trước, nàng cùng viên thiên chính đánh nhau một trận, thiếu chút nữa không đánh thắng, tôi nghĩ các người chắc chắn cũng biết, lúc ấy thực lực của nàng còn không bằng các người. Hết thiên không chút hoang mang nói, thế nhưng bây giờ nàng đã đạt được kim đan cao thủ, tôi sẽ gọi điện thoại cho nàng tới đây, để cho các người chứng kiến thực lực kim đan như thế nào. Tống Ngọc Mị, điều này sao có thể? Đạo cô xinh đẹp kia cuối cùng ánh mắt không còn tĩnh lặng được nữa mà bắt đầu xuất hiện mấy phần không thể tin. Đối với tôi thì không có già là không thể. Hạ Thiên bình tĩnh nói. Thật ra thì các người muốn tìm hiểu tư liệu về vợ mị mị xinh đẹp của ta cũng nên biết, mấy tháng trước, nàng còn là một nữ hài nhu nhược trói gà không chặt, mà tôi chỉ cần mấy tháng đã biến nàng thành một kim đan cao thủ. Không thể nào. Nam đạo sĩ kia vẻ mặt khiếp sợ, Hoài Nghi. Chúng tôi dùng hơn 100 năm cũng vẫn không có thể đột phá Kim Đan kỳ, nàng mới mấy tháng, làm sao có thể? Tôi đã nói, nếu các người không tin, tôi sẽ kêu nàng tới đây, sau đó thì sao? Chúng ta có thể chân thành nói chuyện một chút về giao dịch mới, nếu các người giao lại vợ đại yêu tinh không tổn hao một cọng lông sợi tóc nào cho tôi, tôi đây cũng có thể giúp các người một chút cho các người có thể sống sót. Hạ Thiên vẫn là dáng điệu từ tốn nói, hắn cũng không tin hai người này không động tâm. Được, cậu gọi Tống Ngọc Mỹ tới đây. Đạo cô xinh đẹp lập tức ra quyết định, mắt thấy mới tin, nếu thật sự là nội trong thời gian mấy ngày Tống Ngọc Mỹ trở thành kim đan kỳ cao thủ, điều đó đã nói lên, Hạ Thiên thật sự có năng lực biến một người thành kim đan kỳ cao thủ. Hạ Thiên cầm điện thoại di động bấm số cho Tống Ngọc Mỹ. Có gì vậy? Tống Ngọc Mỹ rất nhanh nhận điện thoại. Tôi nghe nói Triệu Vũ Cơ bị bắt cóc, có phải vậy không? Đúng vậy, vợ Mỹ Mỹ, hiện tôi đang nói chuyện phiếm với hai người đã bắt cóc vợ đại yêu tinh, bọn họ chính là hai người trước đó đã cứu viên thiên chính đi, tôi đang theo chân bọn họ đàm phán, bọn họ không tin tôi có thể làm cho một người biến thành kim đan cao thủ trong một thời gian ngắn, vì thế, vợ mị mị, chị hãy tới chỗ tôi một chuyến để chứng minh cho bọn họ xem. Hạ thiên rất nhanh nói, Tống Ngọc Mị ở đầu bên kia hơi ngẩn người, sau đó lập tức đáp ứng. Được, tôi lập tức tới ngay, cậu đang ở đâu? À, ở nơi cao nhất trên trường thành chị trực tiếp bay tới chị đến nhanh lên tôi chờ chị hạ thiên thật nhanh nói ưng um, tôi lập tức tới ngay tống ngọc mỹ đáp ứng sau đó thì cúp điện thoại hạ thi cấy điện thoại nhìn đạo cô xinh đẹp một cái ý vợ mị mị sẽ lập tức tới ngay hay trước tiên chúng ta thương lượng một chút giao dịch này như thế nào cậu muốn thế nào đạo cô xinh đẹp hỏi ngược lại rất đơn giản các người giải phóng vợ của tôi, tôi sẽ biến các người thành kim đan cao thủ. Hạ Thiên hời hợt nói. Cậu cho rằng tôi là người ngu sao? Đạo cô xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Nếu tôi giải phóng nàng, cậu còn có thể giúp tôi sao? Nếu các người không giải phóng vợ của tôi, tôi mới thật không giúp các người. Hạ Thiên có chút không vui. Tôi đã nhịn các người lâu rồi nha, tôi đã nói với các người, tôi có thể chắc chắn chín phần nếu các người giết vợ tôi trước, tôi sẽ giết chết các người, còn nữa, tôi cho các người biết, tôi muốn giết chết một kim đan kỳ cao thủ là rất đơn giản, cho dù trước đó tôi có biến các người thành kim đan cao thủ, tôi cũng có thể giết chết các người, vì vậy, các người chỉ có một lựa chọn, đó chính là trước hết thả vợ tôi ra, như vậy làm cho tâm tình tôi vui vẻ, tôi sẽ tuân thủ lời hứa, sau đó biến các người thành kim đan cao thủ, cũng sẽ không tìm các người trả thù. Đạo cô xinh đẹp sắc mặt chợt biến hóa. Hạ Thiên, cậu đây là uy hiếp chúng tôi. Tôi uy hiếp các người thì thế nào?" Hạ Thiên bất mãn nhìn chằm chằm nàng. "Tôi cho bà biết, nếu bà dám giết vợ tôi, tôi liền phế bỏ võ công của bà, bán bà vào kỹ viện, đừng tưởng rằng tôi không làm được. Tôi chỉ không muốn vợ tôi bị thương mới hẳn huyên, nói nhảm với bà lâu như vậy." "Hạ Thiên, vậy chúng tôi làm sao biết cậu nói chuyện có giữ lời hay không?" Nam đạo sĩ kia lúc này mở miệng nói một câu. "Chương 1198 tới rất đúng lúc." "Ai?" ta dù sao cũng là người có thân phận, sao ta lại đổi ý trước cái loại tiểu nhân như các người chứ? Hạ Thiên nhìn qua bộ dáng rất chăm chú. Người nói chúng ta là tiểu nhân. Đạo cô xinh đẹp có chút căm tức. Trước mặt tôi, các người chính là tiểu nhân. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi tùy tiện tìm một người vợ cũng lợi hại hơn so với các người, nói tóm lại, các người chỉ có thể tin tưởng tôi, nếu không, các người cho dù trở thành kim đan cao thủ, vậy thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Ta muốn biết, cậu dùng biện pháp gì đem một người bình thường trong thời gian ngắn có thể biến thành kim đan cao thủ?" Đạo cô xinh đẹp lại hỏi. "Cái này à, thật ra thì rất đơn giản, các người có nghe nói qua Nghịch Thiên Bát Châm chưa?" Hạ Thiên bình tĩnh nói. "Gạch dưới Nghịch Thiên Bát Châm." Đạo cô xinh đẹp sắc mặt biến hóa. "Thật có Nghịch Thiên Bát Châm tồn tại. Đúng vậy, nhất châm sinh, hai châm tử, ba châm tạo xương thịt, bốn châm tẩy tủy, năm châm thành đan." sáu châm thần, bảy châm tiên, tám châm đảo ngược thiên, đây chính là nghịch thiên bát châm. Hạ thiên không nhanh không chậm giải thích. Ba châm đầu cũng là dùng để trị bệnh thông thường, về phần nghịch thiên đệ tứ châm, có thể giúp một người tẩy tủy, để cho thân thể người đó có được linh khí cường đại, mà linh khí trong người vợ đại yêu tinh chính là thành quả của nghịch thiên đệ tứ châm. Cậu có nghịch thiên đệ bát châm? Nam đạo sĩ kinh ngạc nhìn Hạ Thi Yên. Không sai, tôi hiện nay đã có nghịch thiên đệ ngũ châm, ngũ châm đan thành, chỉ cần tôi thi triển châm này là có thể biến các người thành kim đan cao thủ, vợ mị mị xinh đẹp của tôi cũng chính là thành quả của nghịch thiên đệ ngũ châm. Hạ thiên nói tới đây, đột nhiên có linh cảm liền quay đầu lại, trên mặt hiện lên thần tình vui vẻ. Vợ mị mị tới, đạo cô xinh đẹp cùng nam đạo sĩ kia theo bản năng cũng quay đầu lại, triệu vũ cơ cũng không có nhìn, không phải không muốn nhìn, chỉ là hiện tại trên cổ nàng một thanh trường kiếm sắc bén đang kề sát bên, vì thế căn bản là không thể quay đầu. Từ xa trên không trung, một bạch y tiên tử đạp không khí mà đi, cho dù là ở trên bầu trời đêm, nàng vẫn rất hấp dẫn ánh nhìn, một sợi tơ trắng phất phới trên không trung càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần phong thái tiên nữ. Là Tống Ngọc Mị, nàng thật sự là Tống Ngọc Mị sao, điều này sao có thể? Nam đạo sĩ lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Ngự khí phi hành, thật sự là ngự khí phi hành đạp không khí mà đi, nàng, nàng thật có thực lực là kim đan kỳ trên khuôn mặt mỹ lệ của đạo cô xinh đẹp tràn đầy vẻ khó có thể tin có lẽ là quá mức xúc động tay cầm kiếm của nàng chợt không tự chủ được buông lỏng ra cả người cũng một giây thất thần mà vào đúng lúc này hạ thiên đột nhiên hành động đối với cao thủ cỡ như hắn thì một giây đồng hồ có thể làm nên được rất nhiều chuyện thế nhưng vì an toàn của vợ hạ thiên cũng không có làm gì nhiều hắn chỉ làm một việc đó là cứu triệu vũ cơ hắn xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh triệu vũ cơ một tay đẩy trường kiếm một tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, chợt lóe lên rồi biến mất. Đến khi đạo cô xinh đẹp phát hiện tình huống không đúng thì cũng đã muộn, Hạ Thiên đã ôm Triệu Vũ Cơ đứng ở vị trí của hắn trước đó, tình thế nhất thời đảo ngược. "Ngươi, hèn hạ." Đạo cô xinh đẹp căm tức nhìn Hạ Thiên. "Ai, đầu óc cô có vấn đề sao? Cô bắt cóc vợ tôi để uy hiếp tôi lại còn nói tôi hèn hạ?" Hạ Thiên bất mãn nhìn đạo cô xinh đẹp chằm chằm. "Để tôi xem vợ của tôi có bị thương gì không." để lát nữa còn tính sổ với các người. Hạ Thiên kiểm tra thân thể Triệu Vũ Cơ một chút, rất nhanh xác định nàng không có bị thương, rốt cục cũng yên tâm. Có vẻ như tôi đã tới trễ rồi. Âm thanh động lòng người của Tống Ngọc Mị truyền đến, mà nàng cũng từ trên không bay xuống đứng bên cạnh Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, chị tới rất đúng lúc. Hạ Thiên cười hì hì một tiếng, thuận tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, sau đó nhìn đạo cô xinh đẹp cách đó không xa. Vợ đại yêu tinh, chị nói xem, chúng ta nên trừng phạt đám người đã bắt cóc chị như thế nào. Cậu muốn sao thì làm vậy, với tôi không thành vấn đề. Triệu vũ cơ thấp giọng nói. Hạ thiên, người muốn thế nào? Đạo cô xinh đẹp cũng không có chạy trốn, có lẽ bởi vì nàng biết, nàng căn bản không có khả năng chạy trốn. Có một hạ thiên cũng đã làm nàng khó thể chạy trốn, bây giờ lại có thêm tống ngóc nghị là một kim đan kỳ cao thủ, nàng sao có thể chống lại, vì vậy nàng dứt khoát lựa chọn không chạy trốn hạ thiên nhìn chầm chầm vào đạo cô xinh đẹp một hồi sau đó mở miệng hỏi mày cô tên là gì cố hàm sương đạo cô xinh đẹp trả lời rất ngắn gọn cố hàm sương hạ thiên nhíu nhíu mày cùng tên khốn cố hàn phong của cố ra có quan hệ gì không điều này không liên can gì tới ngươi cố hàm sương hừ lạnh một tiếng hạ thiên hạ thiên dù sao ta cũng cách cái chết không xa cho nên nếu ngươi muốn giết ta lập tức ra tay đi bắt cóc vợ của tôi, bình thường là cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói. Chỉ có điều, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, vì vậy, nếu các người cho tôi một đáp án thỏa đáng, tôi sẽ xem xét tha cho các người một mạng. Cho dù người có tha, chúng tôi cũng không thể thoát cái chết, vậy thì chúng tôi cần gì phải nói cho người biết đáp án. Cố hàm xương lạnh lùng hỏi ngược lại. Tống Ngọc Mị vì không biết rõ tình huống nên có chút kỳ quái, không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu. Tại sao nàng nói mình khó thoát khỏi cái chết? Nàng có bệnh nan y sao? Không phải bệnh nan y, tuy nhiên cũng không khác gì mấy. Hạ Thiên thấp giọng trả lời, sau đó giải thích cụ thể nguyên nhân với Tống Ngọc Nghị. Nghe nói Cố Hàm Sương đã hơn 120 tuổi rồi, Tống Ngọc Nghị không khỏi ngẩn ngơ, điều này hoàn toàn ngoài suy đoán của nàng, nàng cho rằng Cố Hàm Sương chỉ hơn nàng mấy tuổi mà thôi. Vậy cậu muốn biết chuyện gì từ nàng ta? một lát sau tống ngọc nghị vừa nhẹ giọng hỏi hạ thiên không trả lời vì hắn đang nhìn về phía cố hàm sương sau đó lại nhìn về phía nam đạo sĩ tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì này cố hàm sương hay là tôi với cô làm giao dịch nhé một lúc lâu sau hạ thiên mới mở miệng cô nói cho tôi biết viên thiên chính ở đâu còn nữa tôi muốn biết nhóm người tu tiên ngoài hai người các người và viên thiên chính còn có ai khác không hay cô có biết những người tu tiên khác ở đâu không nếu cô nói cho tôi biết những chuyện này, tôi liền dùng nghịch thiên bát châm giúp cô tẩy tủy, dù không thể để cho cô trở thành kim đan, nhưng có thể cho cô sống thoải mái thêm mấy chục năm, mà trong vòng 10 năm, nói không chừng cô có thể tu luyện thành công tới cảnh giới kim đan. Được, tôi đồng ý. Cố hàm xương không chút do dự liền đáp ứng. Còn tôi thì sao? Nam đạo sĩ có chút lo lắng hỏi. Anh! Hạ thiên nhìn nam đạo sĩ. Anh không có gì để cùng tôi giao dịch, vì vậy anh tốt nhất là đi chết đi. Không được, hắn đi cùng tôi, cậu cũng phải giúp hắn tẩy tủy. Cố hàm xương vội vàng nói. Này, cô cho tôi là thằng ngu sao? Cùng một mình cô làm giao dịch tôi cũng cảm thấy là quá thiệt thòi rồi, lại còn đòi tẩy tủy cho cả hai người. Có tin tôi giết chết cả hai người không? Hạ thiên bất mãn trơ mắt nhìn cố hàm xương. Nếu không phải thấy cô xinh đẹp thì tôi đã sớm giết chết rồi. Tôi cũng biết hắn thấy người ta xinh đẹp nên mới làm giao dịch." Triệu Vũ Cơ nhỏ giọng nói một câu. "Tôi cũng biết rồi." Tống Ngọc mị nhẹ nhàng cười một tiếng. "Nếu không hắn đã sớm giết người rồi, sắc lang này chính là không nỡ ra tay với phụ nữ xinh đẹp." "Vợ mị mị, vợ đại yêu tinh, các người nói bậy sau lưng chồng là không tốt." Hạ Thiên có chút mất hứng nói. "Chúng tôi đâu có nói sau lưng cậu, chúng tôi rõ ràng đứng bên cạnh mà." Triệu Vũ Cơ phản bác. Đúng vậy, rõ ràng là ở bên cạnh, còn nữa, chúng tôi cũng không có nói bậy, cậu vốn luôn là như vậy mà. Tống Ngọc Mị phụ họa theo. Đét đét, có tiếng vỗ tay vang lên, thì ra là Hạ Thiên vỗ lên mông hai nàng. a à, hai nàng đồng thanh duyên dáng la lên, sau đó cùng chạy đi, thoáng cái đã cách xa Hạ Thiên mười thước. Mà lúc này cố hàm xương lại nói chuyện. Hạ Thiên, nếu cậu đồng ý giúp chúng tôi tẩy tuy ý, chúng tôi có thể trực tiếp giúp cậu giải quyết viên thiên chính, không cần cậu phải ra tay, cậu thấy thế nào? Không được, các người bắt cóc vợ tôi, tôi còn giúp cô tẩy tủy, tất nhiên là vì cô rất xinh đẹp, muốn ta tẩy tủy cho cả hai người thì không có cửa đâu. Hạ thiên một lời cự tuyệt, hắn không muốn tẩy tủy cho nam đạo sĩ kia, cho tới giờ hắn cũng chưa từng tẩy tủy cho đàn ông. Thôi bỏ đi, hàm xương, chúng ta không làm giao dịch này, cùng lắm thì cùng chết cũng được nam đạo sĩ tức giận mở miệng nói cố hàm xương sắc mặt biến đổi sau đó gật đầu được rồi cứ như vậy đi quay đầu nhìn hạ thiên cố hàm xương tiếp tục nói hạ thiên nếu cậu muốn giết chúng tôi thì ra tay nhanh đi nếu không chúng tôi sẽ đi thật đáng tiếc a à. hạ thiên lầm bầm lầu bầu vốn là tôi không muốn giết các người nhưng các người không chịu giao dịch cùng tôi vậy thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa tất nhiên là tôi chỉ có thể giết chết các người, tránh cho về sau các người lại bắt cóc vợ tôi. Nhìn thoáng qua cố hàm xương, Hạ Thiên tỏ ra tiếc hận. Tôi thật chưa từng giết phụ nữ xinh đẹp nào như thế này cả, nhưng nếu là người phụ nữ dạ ngọc mỹ chết tiệt kia bị giết. Này, không cho nói gì mỹ như vậy nữa. Tống Ngọc Mỹ giận dỗi cắt lời Hạ Thiên. Được rồi, không nói đến nàng nữa, tóm lại, tối nay phải giết chết một đạo cô xinh đẹp rồi. Hạ Thiên không nhanh không chậm nói, tay phải giơ lên, không khí chợt ngưng trệ, một cỗ sát khí từ người hắn bùng lên. Cho các người một cơ hội cuối cùng, các người nói cho tôi biết viên thiên chính hiện ở đâu. Muốn giết thì cứ giết, đừng nói nhảm, a. À, cố hàm xương còn chưa nói dứt lời, thì la lên một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Trường 1199, làm nha hoàn cho tôi. Trang Vân Đông, ngươi, ngươi. Cố hàm xương cố gắng đứng lên, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, trong mắt là cái nhìn khó tin. Tống Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ cũng ngây người, có chuyện gì đây? Hạ Thiên cũng rất khó chịu, hắn chừng mắt nhìn nam đạo sĩ kia. Này, anh làm gì vậy? Muốn giết cô ta cũng chưa đến lượt anh. Sự việc vừa rồi thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Hạ Thiên, hắn không ngờ tên nam đạo sĩ kia lại đánh lén cố hàm xương, làm cho nàng phải hộc máu ngã xuống đất. Hạ Thiên, tôi tình nguyện giao dịch với cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết viên tiên chính ở đâu thậm chí còn giúp cậu giải quyết hắn tôi cũng có thể nói cho cậu biết vị trí của những người tu tiên khác hơn nữa nếu so sánh với cố hàm xương tôi còn có thể cho cậu một vật khác trên mặt tên nam đạo sĩ hiện lên chút âm tàn còn có chút biên cuồng như vậy à anh nói xem anh cho tôi được cái gì hạ thiên lười biếng hỏi hắn muốn biết tên đạo sĩ ngu ngốc này muốn làm trò gì cô ta Nam đạo sĩ chỉ vào cố hàm xương. Tôi có thể tặng cô ta cho cậu, không phải cậu không nỡ ra tay sao? Bây giờ tôi tặng cô ta cho cậu, cậu muốn làm gì cũng được. Tôi đã điều tra rồi, cậu thích người đẹp, tôi cũng biết cố hàm xương là mỹ nữ, không thua kém hai người phụ nữ bên cạnh cậu. Trang Vân Đông, người thật hèn hạ. Cố hàm xương nghiến răng nghiến lợi nói, có lẽ vì quá tức giận mà nói xong lại phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt vốn xinh đẹp đã trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc anh là trang vân đông hạ thiên nhìn nam đạo sĩ đúng vậy trang trong chữ thôn trang vân là mây đông là phương đông nam đạo sĩ trả lời vậy anh có quan hệ gì với cố hàm sương anh dựa vào cái gì để ném cô ấy cho tôi hạ thiên có chút buồn bực cô ấy là thê tử của tôi trang vân đông có chút do dự sau đó hắn trả lời phải không hạ thiên nhìn chằm chằm vào cố hàm sương sau đó hắn lắc đầu. Không đúng lắm, tôi thấy cô ấy là xử nữ, sao lại là vợ anh? Chúng tôi từng có hôn ước, nhưng có vị tiền bối nói chuyện nam nữ sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, vì vậy chúng tôi mới có ước định, khi nào thành kim đan mới chính thức thành thân. Trang Vân Đông giải thích, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thật ra cũng chưa thật sự là vợ chồng. Như vậy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt quái dị nhìn Trang Vân Đông anh vì muốn tôi giúp tẩy tủy mà giao phó cả tương lai của vợ mình cho tôi phụ nữ vốn là chướng ngại tu luyện đối với tôi thì không có cô ta càng tốt hơn trang vân đông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cố hàm xương sau đó chuyển sang nhìn hạ thiên thế nào cậu rốt cuộc có làm giao dịch này không nhưng điều kiện giao dịch phải sửa lại tôi tặng cố hàm xương cho cậu cậu phải dùng nghịch thiên bát châm cho tôi đến cấp kim đan kỳ trang vân đông anh không xứng là đàn ông tống ngọc mỹ cũng không nhịn được nữa ngay cả vị hôn thê của mình cũng ném cho người khác dù anh có trường sinh bất tử thì sống còn ý nghĩa gì tống đại tiểu thư cô biết cái gì là đứng nói chuyện không sợ đau lưng không trang vân đông lạnh lùng nói cô dễ dàng trở thành cao thủ kim đan kỳ cô chưa từng trải qua sự dày vò của người khổ tu trăm năm mà không đến cấp kim đan kỳ này đừng nói với vợ tôi như vậy hạ thiên trừng mắt nhìn trang vân đông hạ thiên cậu thích phụ nữ, tôi thích tu tiên, tôi cho cậu cố hàm xương, cậu biến tôi thành cao thủ kim đan kỳ, thế này gọi là theo nhu cầu của nhau. Nếu cậu không giao dịch thì tối nay tôi khó tránh khỏi cái chết, không bằng đêm nay hưởng thụ con đàn bà này cho rồi. Trang Vân Đông trầm giọng nói. Vô sỉ, triệu vũ cơ cũng không nhịn được mà phải mắng. Hạ thiên, đừng giao dịch với hắn, loại người như hắn để chết đi thì tốt hơn. Ôi, thật sự rất muốn biết viên thiên chính đang ở nơi nào, cũng muốn biết xem có còn người tu tiên nào khác không. Hạ thiên lầm bầm, hắn thật sự rất muốn biết hai sự kiện này, vì hắn không muốn sau này tiếp tục gặp phiền toái. Hắn hy vọng mình có thể xử lý nhanh gọn, sau này vợ xinh đẹp của hắn sẽ không ai gặp nguy hiểm. Hạ thiên nhìn Trang Vân Đông rồi cảm khái một tiếng. Thần tiên tỷ tỷ có nói, có những người tu tiên với tâm lý biến thái, vì truy cầu trường sinh bất tử mà không quan tâm đến thân nhân, bạn bè, cái gì cũng có thể bán đứng được trước kia tôi còn không tin, bây giờ xem như thật sự tin tưởng. Đúng lúc này một âm thanh suy yếu truyền vào trong tai Hạ Thiên. Hạ Thiên, giết chết tên tiểu nhân hèn Hạ Trang Vân Đông, cố hàm xương ta sẽ tình nguyện làm phụ nữ cho ngươi. Hạ Thiên chợt ngẩn người, mà Trang Vân Đông nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, hắn đánh ngay về phía cố hàm xương, giống như muốn khống chế nàng. Đúng lúc này một sợi tơ trắng cuốn về phía Trang Vân Đông, hắn không thể không tránh đi, mà sợi tơ cũng cuốn lấy cố hàm xương bay về bên cạnh tống ngọc mị. Hạ thiên, giết tên vô sỉ kia đi. Triệu vũ cơ căm giận nói, nàng thật sự không thể tiếp nhận một tên đàn ông khốn kiếp vì lợi ích của mình mà bán vợ ra ngoài. Trang Vân Đông lại quát lớn. Hạ thiên, cậu đừng tin cố hàm xương, cô ấy sẽ không cam tâm tình nguyện làm phụ nữ của cậu, cô ta đang lừa gạt cậu. Trang Vân Đông, ngay cả vợ còn có thể bán đứng, anh còn thứ gì không thể bán. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Hạ Thiên, đối với loại tiểu nhân hèn hạ như Trang Vân Đông thì không thể tin được. Cậu xử lý hắn đi là tốt. Hạ Thiên lắc đầu. Trang Vân Đông, hai vợ tôi đều thấy anh đáng chết, vậy anh không chết không được. Trang Vân Đông nghe nói như vậy thì xoay người muốn chạy. Đáng tiếc là lúc này Hạ Thiên đã ra tay. Hắn xuất hiện bên cạnh Trang Vân Đông, nhanh chóng đánh ra mười trường. Đồng thời sợi tơ của Tống Ngọc Mị cũng tấn công Trang Vân Đông. Á! À. Trang Vân Đông phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngã xuống trường thành. Này, chúc mừng cậu, lại có đại mỹ nữ làm vợ. Triệu vũ cơ hình như có chút ghen tuông. Hạ Thiên lấy ngân châm đâm lên người cố hàm xương vài cái, hiệu quả thấy rất rõ, vẻ mặt tái nhợt của nàng biến mất, da rẻ hồng hào như thường. Nội thương của cô không có vấn đề, chờ tôi có thời gian sẽ hoàn toàn chữa tốt. Hạ Thiên lúc này nói với cố hàm xương, rõ ràng hắn cũng không tính sẽ lập tức dùng nghịch thiên bát châm tẩy tủy cho nàng cảm ơn cố hàm sương nhìn hạ thiên ánh mắt vẫn tịch mịch sự kiện vừa rồi hoàn toàn làm cho tâm tình của nàng chết lặng cố hàm sương dừng lại một chút rồi nói với vẻ mặt không chút biểu cảm tôi sẽ tuân thủ lời hứa sẽ làm phụ nữ cho cậu chị không thể là vợ tôi hạ thiên trả lời tôi cũng không muốn làm vợ cậu mà cậu muốn thế nào cũng được vẻ mặt cố hàm xương có hơi đờ đẫn. Như vậy à? Hạ thiên nhìn cố hàm xương, sau đó chăm chú nói. Thật ra chị rất đẹp, tuy ánh mắt như người chết nhưng vẫn rất tốt, làn da cũng đẹp, dáng người tuyệt hảo. Nhưng tôi cảm thấy cô tuổi tác hơi lớn, mà giọng điệu cũng có chút cổ quái, nghe không hay. À, hình như cổ họng của cô đã bị thương, điều này cũng không có vấn đề, tôi có thể chỉ. Hạ thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Còn gì nữa nhỉ, chị vừa bắt cóc vợ đại yêu tinh của tôi, nếu tôi để chị làm vợ thì cũng không hay. Vì vậy tôi nghĩ thế này, tôi thấy mình thiếu một nha hoàn, không bằng sau này chị làm nha hoàn cho tôi. Nha hoàn. Triệu Vũ Cơ và Tống Ngọc Mỹ đưa mắt nhìn nhau, người này thu một siêu cấp đại mỹ nữ cao thủ làm nha hoàn. Vâng, chủ nhân. Cố Hàm Sương lại đồng ý, giống như đối với nàng thì không có vấn đề. À, tôi không thích gọi là chủ nhân, chị gọi tôi là thiếu gia đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Vâng, thiếu gia. Cố hàm xương đổi giọng. À, Sương nha đầu, chị rất ngoan. Hạ Thiên rất thỏa mãn. Sương nha đầu. Triệu Vũ Cơ và Tống Ngọc Mỹ cảm thấy dở khóc dở cười, người này xem ra cũng. Không bình thường, người ta hơn 100 tuổi mà gọi là nha đầu, còn nói rất ngoan. Cố hàm xương lại tỏ ra rất bình tĩnh, giống như chưa từng có thứ gì từng phát sinh, lúc này nhìn qua giống như một tượng gỗ xinh đẹp, đúng lúc này điện thoại của hạ thiên lại vang lên hắn lấy ra xem thì ra là triệu công tử điện thoại đến vì thế nghe máy này vợ đại yêu tinh đã an toàn anh không cần lo hạ thiên nói một câu rồi cúp điện thoại triệu vũ cơ hỏi ai điện thoại đến vậy là đại ca của tôi sao đúng vậy là anh ta hạ thiên thuận miệng trả lời tôi không có điện thoại cậu đưa điện thoại đây tôi mượn triệu vũ cơ vội vàng nói hạ thiên chỉ có thể đưa điện thoại cho triệu vũ cơ hắn nhìn cố hàm sương sau đó suy tư một lúc rồi nói sương nha đầu nếu có chuyện gì thì cứ về nhà xử lý ngày mai chị sẽ là nha hoàn cho tôi cũng không rời khỏi tôi hiểu chưa vâng thiếu ra tôi sẽ về cố ra một chuyến cố hàm sương nói xong thì xoay người bỏ đi tống ngọc mị đợi nàng đi xa rồi hỏi cậu yên tâm cho chị ta đi như vậy sao tôi sẽ nhìn chằm chằm vào chị ấy Hạ Thiên Thuận Miệng nói, tất nhiên hắn sẽ không tin tưởng Cố Hàm Sương. Nhưng hắn muốn tìm ra thân phận của đám người tu tiên khác, hắn phải nhờ vào Cố Hàm Sương, dù sao hắn cũng chẳng biết gì về bọn họ. Chương 1200, lấy lại địa bàn của tôi. Tống Ngọc Mị có chút do so dự, sau đó nàng khẽ nói, "Tôi giúp cậu đi theo dõi cô ấy, cậu đi cùng Triệu Vũ Cơ đi, cô ấy vừa bị bắt cóc, còn đang hoảng sợ." "Vợ Mị Mị, chị thật sự rất tốt." Hạ Thiên ôm lấy Tống Ngọc Mị, sau đó hôn một cái thật sâu, cuối cùng mới bỏ ra. Tôi cũng thấy mình quá tốt với cậu, sau này không nên như vậy mới đúng. Tống Ngọc Mị hờn dỗi nói một câu. Được rồi, tôi đi theo dõi Cố Hàm Sương, ngày mai gọi điện thoại cho cậu sau. Được. Hạ Thiên cũng không giữ Tống Ngọc Mị lại. Tống Ngọc Mị bay đi, Hạ Thiên biết rõ, với thực lực của vợ Mị Mị mà muốn đuổi theo Cố Hàm Sương thì rất dễ dàng. Lúc này Triệu Vũ Cơ cúng cúp điện thoại, nàng trả lại cho Hạ Thiên, đồng thời nghi hoặc hỏi. Sao các chị ấy đi hết rồi? Sương nha đầu về nhà dọn đồ, vợ mị mị đi theo giám thị, chỗ này chỉ còn lại hai chúng ta. Hạ Thiên cười hì hì nói, hắn cũng không giấu giếm điều gì. Tống Ngọc Mị đi giám sát cố hàm Sương. Triệu Vũ Cơ có chút mê hoặc. Sao phải giám sát? Sương nha đầu cho tôi cảm giác rất lạ, à, giống như không quá tin cậy, vì vậy dám thị thì tốt hơn, nếu không tối nay cô ấy lại thừa dịp tôi không chú ý mà đi bắt đến vài bà vợ nữa thì sao? Hạ Thiên giải thích, Triệu Vũ Cơ không khỏi hư một tiếng. Cậu lo lắng người ta như vậy, sao còn thu làm nha hoàn? Cậu thấy người ta đẹp đã ham hố rồi. Vợ đại yêu tinh, tuy xương nhà đầu rất đẹp, nhưng cô ấy làm nhà đầu cho tôi cũng không liên quan đến chuyện xinh đẹp. Hạ Thiên nghiêm trang nói vợ mị mị lo lắng trên đời này còn nhiều kẻ tu tiên, bây giờ tôi lại cảm thấy sự hiện hữu của bọn họ là không an toàn, đặc biệt là bây giờ khi các chị còn chưa đánh lại bọn họ, càng không an toàn. Tối nay xương nha đầu có thể bắt cóc chị, vậy thì khó bảo toàn chị ta có thể làm gì khác, cho nên tôi muốn biết tất cả những người tu tiên còn lại. Tôi không phải nghe cậu nói, cậu có thể sử dụng ngân châm thôi miên à. Sao không dùng? Triệu Vũ Cơ suy nghĩ rồi hỏi có thể sử dụng ngân châm để thôi miên, nhưng xương nha đầu không phải người thường, nàng chẳng những có công lực cao thâm, hơn nữa tranh lệch với tôi cũng không lớn. Quan trọng là nàng làm tôi sinh ra cảm giác như đã chết đi rồi, ánh mắt nàng không giống như của một người sống. Tóm lại tâm cảnh của người này rất hùng mạnh, muốn thôi miên là rất khó, nếu làm không tốt sẽ có phản ứng ngược. Hạ Thiên giải thích, tất nhiên đây chỉ là một nguyên nhân, trong đó còn một nguyên nhân khác khá quan trọng, đó là hắn sử dụng ngân châm với một người đẹp, sau này người đẹp sẽ thành tượng gỗ mất. Như vậy nếu cô ta không nói sự thật thì sao? Triệu Vũ Cơ có chút lo lắng. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần. Vợ đại yêu tinh, chị yên tâm, chị ấy sẽ ngoan ngoãn với tôi, thứ gì cũng sẽ nói cho tôi biết, lúc đó tôi sẽ giải quyết tất cả phiền toái. Triệu Vũ Cơ không nói gì, người này đúng là có lòng tin, nhưng Hạ Thiên đã quyết định như vậy thì nàng cũng không nói gì, chỉ hy vọng như lời hắn vài ngày nữa cố hàm xương sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh hắn. Vợ đại yêu tinh, chị muốn ở đây hay về nhà? Hạ thiên lại hỏi, lúc này ánh mắt sáng quắt nhìn vào ngực triệu vũ cơ. Triệu vũ cơ nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt có tính xâm lược của hạ thiên, nàng lập tức mất tự nhiên, nàng không khỏi chừng mắt nhìn hắn. Nhìn gì vậy? Vợ đại yêu tinh, tôi đang nhìn sợi dây chuyền của chị. Hạ thiên trả lời. Làm gì vậy? có phải cậu thấy sợi dây chuyền này rất đẹp không? Triệu Vũ cờ bĩu môi, nàng không tin Hạ Thiên nhìn sợi dây chuyền của nàng, hắn rõ ràng nhìn ngực nàng, đúng là nàng cũng không phải sẽ không cho xem, đáng giá để nói dối sao? "Không, tôi cảm thấy nó rất chán ghét." Hạ Thiên lắc đầu nói. Triệu Vũ cờ chợt ngẩn ngơ, câu trả lời của hắn nằm ngoài dự đoán của nàng, vì vậy nàng không nhịn được phải nói. "Dây chuyền của tôi có gì đáng ghét? Ghét không phải bản thân sợi dây chuyền" mà vì vị trí của nó. Hạ Thiên Nghiêm Trang trả lời. Vì nó cướp địa bàn của tôi. Triệu Vũ Cơ dở khóc dở cười. Sao nó lại chiếm địa bàn của cậu? Vì vị trí đó phải là của tôi. Hạ Thiên chân thành trả lời. Vị trí của nó. Triệu Vũ Cơ ngẩn người, nàng vô thức cúi đầu, sau đó nàng chợt phản ứng, gương mặt đỏ hồng, nàng gắt. Sắc lang sợi dây truyền kim cương rũ xuống khe ngực cực kỳ mê người của triệu vũ cơ, điều này làm cho triệu vũ cơ dở khóc dở cười, sắc lang này đúng là đáng ghét, thật sự hết thuốc chữa. Khi thấy Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, triệu vũ cơ có chút không quen, tuy nàng không ngại cho hắn xem nhưng ánh mắt kia quá trần trụi. Triệu vũ cơ vì muốn di rời ánh mắt của Hạ Thiên mà nói thêm. Này, chúng ta về đi, nơi đây tối đen, gió cũng lớn, có hơi lạnh. Vợ đại yêu tinh, chị lạnh sao không nói sớm, tôi sẽ ôm chị, hết lạnh ngay. Hạ Thiên lập tức nói, sau đó hắn vươn tay kéo Triệu Vũ Cơ vào lòng mình. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào khe ngực sâu hun hút mê người của Triệu Vũ Cơ, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hắn dùng một tay ôm vòng eo của nàng, tay kia đưa vào trong cổ, kéo sợi dây chuyền ra khỏi vị trí vốn thuộc về mình, sau đó hắn thì thào. Lát nữa quay về sẽ cướp lại địa bàn. Hạ Thiên nói xong thì rúi đầu vào ngực Triệu Vũ Cơ. Ư, ừ. gương mặt Triệu Vũ Cơ trở đỏ hồng, môi anh đào hé mở, nàng không tự chủ được phải khẽ rên lên. Nàng vô thức muốn đẩy Hạ Thiên ra, nhưng khi nàng đụng vào người hắn lại thay đổi ý kiến, lại chủ động ôm lấy hắn. Có sự phối hợp ngấm ngầm của Triệu Vũ Cơ, Hạ Thiên tất nhiên càng không kiêng nể gì, động tác trở nên cuồng dã, hai tay cũng trực tiếp đi vào trong lớp quần áo dạ hội của nàng, liên tục tuần tra tới lui trên da thịt. "Đừng, đừng ở đây, chúng ta về nhà đi." Vài phút sau Triệu Vũ Cơ bắt đầu khẽ kháng cự, mà nàng vừa dứt lời thì đã cảm thấy mình bay bổng lên. Bọn họ vừa bay trên không trung, động tác của Hạ Thiên cũng không ngừng, vẫn liên tục xoa nắn từng bộ vị quan trọng của nàng. Ngay sau đó Triệu Vũ Cơ ở vào một trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nàng không biết đã về mặt đất từ khi nào, nàng giống như leo lên mây, sau đó lại ngã xuống. Sáng sớm hôm sau, yêu tinh biệt uyển. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Hạ Thiên hắn cầm điện thoại lên xem, sau đó nghe máy. Vợ mị mị, chị còn dám thị xương nha đầu không? Đúng vậy, dám thị cả tối, không phát hiện vấn đề. Chị ấy chỉ về cố ra, thu thập vài bộ quần áo, sau đó tính tọa một buổi tối, nhưng bây giờ có lẽ sắp rời khỏi cửa, sắp đi tìm cậu. Tống Ngọc Mị nói, à, vậy thì được, vợ mị mị, chị cứ về nhà nghỉ ngơi, không cần giám thị, tôi sẽ giữ cô ấy ở lại bên cạnh, sẽ tự mình giám thị. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, tốt lắm, tôi về nhà trước. Tống Ngọc Mị lên tiếng. Tôi cúp điện thoại, bye bye. Tống Ngọc Mị vừa cúp điện thoại thì một người khác điện thoại đến. Số điện thoại này cũng không tính là lạ lẫm với Hạ Thiên, vì đó là của Cố Hàm Sương. Tối qua Cố Hàm Sương bắt cóc triệu vũ cơ thì dùng số điện thoại này để liên lạc với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không trần trừ, hắn nhận điện thoại. Sương nha đầu, có gì sao? Thiếu ra, xin hỏi cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu, chính thức làm nha hoàn. Giọng điệu của Cố Hàm Sương vẫn không dễ nghe, cũng không có cảm giác giống như người máy. Cố Hàm Sương điện thoại đến chứng thật suy đoán của Tống Ngọc Mị, nàng thật sự đến tìm Hạ Thiên, mà hắn cũng không chần chừ, nhanh chóng nói ra một địa chỉ, tất nhiên cũng không phải là yêu tinh biệt huyền, đó chính là căn cứ của ám tổ. Hắn để cho Cố Hàm Sương chờ mình trước cổng trụ sở ám tổ, vì lát nữa hắn phải đến ám tổ, còn chuyện chưa làm xong với Mị Nhi. Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hắn có chút không nỡ buông người đẹp trong lòng ra, sau đó khẽ hôn. Cuối cùng hắn cũng rời giường, sau đó rời khỏi yêu tinh biệt huyền, đến khu căn cứ ám tổ. Đến khi Hạ Thiên xuất hiện ở căn cứ ám tổ, hắn thấy một vị đạo cô xinh đẹp đứng nơi đó, hai mắt nàng rất tĩnh mịch, rất lạnh. Vị đạo cô xinh đẹp này tất nhiên là cố hàm xương, cách ăn mặc bây giờ của nàng không khác gì tối qua gặp mặt Hạ Thiên, điều khác biệt duy nhất chính là thanh kiếm. Thanh kiếm tối qua nàng gác lên cổ triệu vũ cơ, bây giờ được nàng dắt trên lưng, điều này càng làm người ta cảm thấy quái dị. Những năm gần đây ăn mặc đạo bào đã kỳ quái, trên lưng còn dắt kiếm thì càng thêm kỳ quái. Thiếu ra, khi thấy hạ thiên thì cố hàm xương rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng chủ động bắt chuyện. Xương nha đầu, cho thiếu gia ôm một cái. Hạ thiên cười hì hì rồi giang tay chờ cố hàm xương. Vâng, thiếu gia Cố hàm xương lại chủ động chạy đến ôm Hạ Thiên. Thật ngoan. Hạ Thiên rất hài lòng, hắn ôm nàng, còn tiện tay sờ lên bộ vị nào đó. Thấy chị ngoan ngoán, tôi sẽ chưa tốt cổ họng cho chị. chương 1201, chúng ta có chút giống nhau. Hạ Thiên nhanh chóng buông cố hàm xương ra, sau đó hắn lấy ngân châm trực tiếp đâm lên bộ vị cổ họng của nàng. Hạ Thiên vừa găm kim vừa nói. Xương nhà đầu, cũng không nên ăn bậy bạ tuy tôi không biết chị ăn thứ gì, nhưng cổ họng của chị cũng vì nó mà bị tổn thương. Cũng may thiếu gia nhà chị là thần y, nếu không giọng nói của chị sẽ mãi không dễ nghe như vậy. Cố hàm xương không nói gì, thực tế bây giờ nàng cũng không thể nào nói chuyện, vì nàng thấy cổ họng có chút khác thường, lúc lạnh lúc nóng, nhưng cảm thấy rất thoải mái. Sau một lát cảm giác có thứ gì đó mắc nơi họng trước nay đã biến mất, cổ họng của nàng chưa thoải mái chưa từng có. Sương nha đầu, bây giờ chị mở miệng nói thử xem hạ thiên thu hồi ngân châm rồi mở miệng nói vâng thiếu ra cố hàm xương lên tiếng sau đó chợt ngây dại đây đây là giọng nói của nàng sao hạ thiên cũng ngẩn ngơ âm thanh này đúng là quá dễ nghe có thể so với âm thanh tiếng trời của liễu mộng tất nhiên âm thanh lúc này của cố hàm xương cũng không giống như liễu mộng thực tế âm thanh của nàng giống như trẻ nít thật sự không xứng với độ tuổi rất tốt rất dễ nghe lát nữa chị nói chuyện sẽ không khiến cho thiếu gia như tôi mất mặt hạ thiên khẽ gật đầu thỏa mãn trước đây âm thanh của cố hàm sương thật sự không dễ nghe đặc biệt là đối với một phụ nữ một âm thanh bất nam bất nữ nghe thật sự không có hương vị nhưng lúc này giọng điệu của nàng rất hay chỉ cần không phải kẻ điếc thì cũng biết đây là một người phụ nữ chính cống dù đàn ông cố gắng giả vờ cũng không thể nào có được âm thanh như của nàng vào lúc này cảm ơn thiếu gia cố hàm sương mở miệng nói cũng không biết có phải vì nguyên nhân giọng điệu của nàng biến đổi hay không mà nghe ra giống như có một tình cảm gì đó ẩn giấu, không còn trầm lặng như trước, có sức sống hơn. Tốt lắm, theo tôi vào đây. Hạ Thiên nghênh ngang bước vào trong khu căn cứ của ám tổ, bây giờ người ám tổ không ai không biết thân phận của Hạ Thiên, tất nhiên cũng không có gì ngăn trở. Trên đường đi cũng có rất nhiều người gặp mặt Hạ Thiên, ai cũng cung kính chào hỏi hắn, đồng thời cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cố hàm xương. Những ngày qua mỗi người đều biết được năng lực siêu quần của ám hoàng mới này, đồng thời hắn cũng làm ra những sự việc cổ quái nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng dù thế nào thì bọn họ vẫn cảm thấy Hạ Thiên mang theo một cố hàm xương là rất kỳ quái. Cố hàm xương rất đẹp, mọi người đều thấy, mà mọi người ai cũng biết bên cạnh Hạ Thiên có mỹ nữ thì không có gì kỳ quái, nhưng mỹ nữ lúc này lại ăn mặc như đạo cô, trên lưng còn có trường kiếm, đúng là quỷ dị. Tất nhiên những người này đều cảm thấy quỷ dị nhưng thật sự không nói gì, từ đầu đến cuối Hạ Thiên cũng không quan tâm đến bất kỳ kẻ nào, hắn chỉ đưa cố hàm. Sương đến căn tin, vì hắn còn chưa ăn điểm tâm. Sương nha đầu, chỉ ăn cơm chưa? Hạ Thiên hỏi một câu. Chưa. Cố hàm Sương trả lời. Vậy chỉ thích ăn gì? Hạ Thiên lại hỏi. Ta ăn chay. Cố hàm Sương vẫn trả lời rất đơn giản. Ăn chay hạ thiên có chút ngạc nhiên chẳng lẽ không ai nói cho chị biết ăn chay thật ra rất bất lợi cho người tu tiên sao ta quen rồi cố hàm sương vẫn trả lời rất đơn giản à thì ra là vậy trong đây cũng không có mấy món chay có bánh bao và mì chị thích ăn gì hạ thiên suy nghĩ rồi hỏi bánh bao là được cố hàm sương cũng không cần suy nghĩ mà trả lời chị thích ăn bánh bao sao Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị no đủ trước ngực cố hàm xương, sau đó hắn lầm bầm. Xem ra chúng ta cũng có điểm giống nhau, tôi cũng thích ăn bánh bao. Cố hàm xương lần này không nói gì, nàng tất nhiên cũng không ngờ, Hạ Thiên nói thích ăn bánh bao không giống như nàng cũng thích bánh bao. Nàng thật sự thích ăn bánh bao, mà Hạ Thiên chỉ thích bánh bao lớn của Liễu Mộng, tất nhiên cố hàm xương cũng có bánh bao, mà hắn cũng rất mong được thưởng thức. Này, xương nha đầu, tôi thật sự biết một chỗ, nơi đó ăn rất ngon à hình như gọi là phố ăn chay khi nào có rãnh tôi sẽ đưa chị đi vâng thiếu ra cố hàm sương vẫn trả lời rất đơn giản nói chuyện với chị đúng là quá nản không có chút tình thú thôi được chút nữa đi tìm vợ hạ thiên có chút nhàm chán nha hoàn dù sao cũng là nha hoàn xem ra vẫn thua vợ đối với hạ thiên thì chuyện hạnh phúc nhất trên đời chính là muốn vợ và vợ xuất hiện lúc này hắn vừa mới nghĩ như vậy thì sau lưng vang lên âm thanh quyến rũ quen thuộc của Mộc Hàm. Chồng, âm thanh còn chưa dứt thì một người đẹp tóc vàng cực kỳ xinh đẹp đã đi đến bên cạnh Hạ Thiên, sau đó nàng khẽ hôn lên mặt hắn, lại ngồi xuống ngay bên cạnh. Cuối cùng nàng đưa mắt nhìn cố hàm xương, không khỏi mỉm cười nói. Chồng, chị ấy là... Vợ, chị ấy là xương nha đầu, là nha hoàn tôi vừa thu được, à, tên đầy đủ là cố hàm xương hạ thiên cười hì hì tự giới thiệu sau đó hắn nhìn cố hàm sương này sương nha đầu đây là vợ của tôi sau này chị cũng phải nghe lời chị ấy hiểu chưa vâng thiếu gia cố hàm sương trả lời sau đó còn chủ động bắt chuyện với mộc hàm chào phu nhân nha hoàn thiếu gia phu nhân mộc hàm chợt sinh ra cảm giác như trọng sinh sao nàng lại được nghe những câu quỷ dị thế này chồng cậu tìm được chị ấy ở đâu Mộc Hàm không nhịn được lòng hiếu kỳ mà tiếp tục hỏi. "Không phải tôi tìm chị ấy, mà là chị ấy tìm tôi." Hạ Thiên cười hì hì. "Sương Nha đầu thật sự rất sùng bái tôi, chủ động tìm tôi, nói muốn làm vợ tôi, nhưng tôi thấy chị ấy làm vợ tôi thì không phù hợp, vì vậy mới cho chị ấy làm nha hoàn." Mộc Hàm chợt dở khóc dở cười, nàng không thể tin có sự việc như vậy. Cố Hàm Sương ở bên cạnh nghe Hạ Thiên thiêu dệt như vậy thì trong mắt lóe lên chút mất tự nhiên rồi biến mất ngay nhưng nàng cũng không nói gì, coi như chấp nhận lời nói của Hạ Thiên. Mộc Hàm cũng không tiếp tục truy vấn, nàng gọi thức ăn, vì nàng thật sự còn chưa ăn sáng. Vợ, tôi mớm cho chị. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó thật sự mớm cho Mộc Hàm. Chồng, cậu không ăn sao? Mộc Hàm tuy rất hưởng thụ nhưng dù sao cũng không thể cho Hạ Thiên đói bụng. Tôi tất nhiên sẽ ăn. Hạ Thiên vừa mớm cho Mộc Hàm vừa quay đầu nhìn cố hàm xương sương nha đầu chị biết thân là một nha hoàn thì nên làm gì không không biết cố hàm sương trả lời thật sự làm cho hạ thiên có chút buồn bực điều này cũng làm cho mộc hàm cảm thấy buồn cười đúng là không phù hợp chức vụ được rồi tôi nói cho chị biết thân làm nha hoàn thì tôi cho chị làm gì phải làm đó bây giờ thiếu gia ra lệnh cho chị phục vụ thiếu gia dùng cơm hạ thiên nhìn cố hàm sương rồi nói vâng thiếu gia cố hàm sương lần này lên tiếng đồng ý sau đó nàng cầm bánh bao đưa đến bên miệng Hạ Thiên. "Thiếu gia, cậu thích ăn bánh bao." Dù đó không thật sự là bánh bao mà Hạ Thiên thích, nhưng hắn vẫn cắn một miếng. Kết quả là ngay sau đó có một tình cảnh kỳ dị xuất hiện trong căn tin. Một người đàn ông và hai người đẹp cùng ăn cơm, trong đó có một người đẹp tóc vàng, một đạo cô xinh đẹp, người đàn ông phục vụ cho người đẹp tóc vàng dùng cơm, mà vị đạo cô xinh đẹp lại phục vụ cho người đàn ông dùng cơm điều này làm người ngoài thật sự không hiểu rõ ba người bọn họ đang làm gì. Nửa giờ sau thì tình cảnh quỷ gì kia mới chấm dứt, ba người ăn sáng xong và rời khỏi căn tin. Đúng rồi, chồng, tối qua triệu vũ cơ bị bắt cóc, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Một hàm cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề, nàng đã biết triệu vũ cơ được cứu, nhưng quá trình cụ thể thì nàng không biết. Điều này, vợ đại yêu tinh bị xương nhà đầu bắt cóc. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Sao? mộc hàm chợt ngẩn ngơ sau đó nàng không tự chủ được mà nhìn cố hàm sương trong lòng càng thêm mê hoặc vợ tôi đi trước giúp vợ mỹ nhi thu phục những chuyện rắc rối kia sau đó sẽ đến tìm chị hạ thiên còn nói thêm được chồng thật ra tôi cũng có chuyện cần phải sắp xếp cho an tiểu bội ở phía bên kia để xem lần này có thể giải quyết gọn gàng hay không mộc hàm khẽ gật đầu hạ thiên cũng không nói gì hắn chỉ đưa cố hàm sương đi về phía sân huấn luyện Mộc Hàm nhìn về phía Hạ Thiên và Cố Hàm Sương biến mất mà suy tư một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi đi. Vũ Cơ à, tôi là Mộc Hàm. Mộc Hàm điện thoại đến cho đại yêu tinh triệu Vũ Cơ, nàng muốn biết tối qua thật sự có chuyện gì xảy ra. Yêu tinh biệt huyền. Triệu Vũ Cơ bị Mộc Hàm điện thoại đánh thức, sau đó hai bên nói chuyện cả nửa giờ, cơn buồn ngủ của nàng đã không còn. Tuy nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn thức dậy, trước tiên đi tắm nước nóng, sau đó mặc quần áo chính tề sau khi xác nhận mình không có gì khác biệt so với trước kia thì nàng mới đi xuống lầu chị gái chị gái cuối cùng chị cũng thức dậy tiểu yêu tinh đang nhảy lên ghế salon nàng thấy triệu vũ cơ thì hưng phấn nhảy dựng lên khi thấy tiểu yêu tinh thì triệu vũ cơ có chút kỳ quái yêu yêu sao hôm nay em chưa ngủ tiểu yêu tinh ngày đêm điên đảo bình thường lúc này nàng đã ngủ chết mất rồi hôm nay còn thức đúng là không bình thường chị gái chị gái em có một chuyện rất quan trọng cần nói với chị. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Chuyện gì quan trọng? Triệu vũ cơ có chút không quá tin tưởng, nàng khá hiểu yêu yêu, mỗi khi cô em gái này nói có chuyện quan trọng thì thường chẳng có gì quan trọng. chương 1202, còn hơn cao nguyên thanh hải Tây Tạng. Chị, chuyện này có liên quan đến kiếp sống nghề nghiệp tương lai của chị. Tiểu yêu tinh tỏ ra rất chuyên chú. Trước kia chị hát thường là những bài nhẹ nhàng tình cảm, có đúng không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Triệu Vũ Cơ có chút mê hoặc, không biết Tiểu Yêu Tinh muốn nói gì, nàng không rõ từ khi nào thì em gái quan tâm đến sự nghiệp ca hát của mình. "Chị chị, bây giờ chị đang gặp một bước ngoặt mới trên con đường ca hát, nếu cứ phát triển theo con đường cũ thì chị sẽ khó thể tiến thêm một bước. À, trước kia không người nào có thể uy hiếp đến địa vị của chị, nhưng bây giờ thì khác, Ma nữ mộng mộng còn có phong cách và hấp dẫn hơn cả chị." tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Tuy ma nữ mộng mộng là vợ của chồng, nhưng chị cũng là vợ của anh ấy, mà chị lại là chị gái của em, vì vậy chúng ta thân thiết hơn. Vì thế mà em quyết định phải giúp chị, giúp chị đánh bại ma nữ mộng mộng, để chị tiếp tục là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất. Cái gì lung tung vậy, em không thể bình thường một chút được sao? Triệu vũ cờ chợt choáng váng đầu óc, cái gì là vợ vợ chồng chồng, đây là những lời mà một người bình thường nên nói sao? Chị, không phải em nói chuyện không bình thường, mà chồng chúng ta vốn đã không bình thường, quá rối loạn." Tiểu Yêu Tinh Phản Bác nàng còn nói: "Chị, bây giờ không phải là vấn đề chỉ mình em quan tâm, là vấn đề của cả chị, em thật sự có biện pháp để chị đánh bại ma nữ mộng mộng." "Được rồi, em nói xem, là biện pháp gì?" Triệu Vũ Cơ dùng giọng qua loa hỏi. "Chị, chị biết vì sao ma nữ mộng mộng lại nổi tiếng không? Cũng vì cô ấy không giống bình thường." tiểu yêu tinh tỏ ra như thật. Cô ấy đi theo con đường ma nữ, thậm chí còn cưỡi hổ hát hò, tất nhiên như vậy sẽ hấp dẫn biết bao người. Vì vậy chị cũng nên thay đổi một chút, em thấy chị nên đi theo hướng yêu tinh. Triệu vũ cơ không nhịn được mà trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh. Em là tiểu yêu tinh, con đường yêu tinh là của em mới đúng. Chị, chị cũng là yêu tinh, chị là đại yêu tinh, đây không phải em nói, là chồng nói. Tiểu yêu tinh cười hì hì em thật sự cảm thấy con đường yêu tinh rất phù hợp với chị sau này chị sẽ hát như một yêu tinh gợi cảm mê người nóng bỏng phối hợp với âm cao của chị tuyệt đối có thể bóp chết ma nữ mộng mộng chị cũng không muốn như vậy triệu vũ cơ tức giận nói còn nữa trước nay chị chưa từng thử giọng cao chị chị trước kia em cũng nghĩ chị không được nhưng tối qua em chợt phát hiện chị rất có thiên phú chị không biết đấy thôi tối qua âm thanh của chị là cực kỳ gợi cảm và hấp dẫn em nghe mà thiếu chút nữa muốn chạy đến. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Triệu vũ cơ trở đỏ bừng mặt, nàng xấu hổ nhìn tiểu yêu tinh. Nhà đầu chết tiệt, em nói bậy gì vậy? Chị, em nào có nói bậy, tối qua âm thanh của chị thật sự cao vút và dễ nghe, nếu không phải em được nghe thấy như vậy, em còn không cách nào phát hiện chị có thể đi theo hướng yêu tinh. Tiểu yêu tinh ra vẻ vô tội. Còn nữa, chị gái, chị có âm nữ cao, tối hôm qua em nghe thấy tiếng của chị còn cao hơn cả cao nguyên thanh hải thật sự là cao vút không được nói nữa triệu vũ cơ trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh nhà đầu chết tiệt nếu em còn nói đến chuyện này chị sẽ bịt kín miệng em lại chị chị không phải em đang khen thưởng chị sao tiểu yêu tinh tỏ ra rất vô tội em còn nói nữa triệu vũ cơ ra vẻ muốn đánh người à thôi em không nói nữa em đi ngủ đây Tiểu Yêu Tinh chạy nhanh như gió, mà gương mặt Triệu Vũ Cơ chợt đỏ ửng, dù nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ, tối qua nàng nhiệt tình trên giường và bị Yêu Yêu nghe thấy được. Đúng là bị tên Sắc Lang kia hại, cũng không thèm đóng cửa. Triệu Vũ Cơ phàn nàn Hạ Thiên, Sắc Lang chết tiệt kia chiếm địa bàn của sợi dây truyền kim cương, sau đó nàng coi như bị hắn chiếm trọn, không còn gì giữ lại. Triệu Vũ Cơ mắng Hạ Thiên xong thì lại lo lắng, không phải nàng lo lắng hắn bị trời phạt, vì nàng không khỏi nhớ đến ba người. Có Mộc Hàm vừa mới điện thoại cho nàng, còn có cả Tống Ngọc Mị giống như tiên nữ vào tối qua, mà còn có một y tiểu âm đã bị Hạ Thiên xác nhận ăn trọn. Thật ra Triệu Vũ Cơ cũng không tính là quen thuộc với ba người phụ nữ này, chỉ là có hơi quen với Mộc Hàm. Trước đó nàng và Mộc Hàm cũng không có kết giao gì, chẳng qua chỉ vì Mộc Hàm có quan hệ thân thiết với Triệu gia, nhưng lúc đó Mộc Hàm cũng không biết nàng có liên hệ với Triệu gia, chẳng qua chỉ quen biết nhau trong khoảng thời gian gần đây mà thôi. Bốn người các nàng tự xưng là bốn đóa hoa thủ đô, đã từng là người trong mộng của tất cả các công tử thế gia ở thủ đô, ai cũng cảm thấy hái được một trong số bốn đóa hoa là không uổng công cả đời này. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không thành công, mà bây giờ một mình Hạ Thiên hái cả bốn hoa, điều này làm cho Triệu Vũ Cơ lo lắng, sợ Hạ Thiên một ngày nào đó sẽ bị trời phạt vì quá tham lam. Thật không ngờ bốn người chúng ta lại liên hệ với nhau qua phương thức này. Triệu Vũ Cơ không khỏi cảm khái kết quả này dù là với nàng hay với ai khác cũng rất khó tưởng. Chuông điện thoại vang lên làm triệu vũ cơ bừng tỉnh, nàng cầm lấy điện thoại lên xem rồi nghe máy. Đại ca, có chuyện gì sao? Không có gì, chẳng qua chỉ muốn hỏi chút tình huống, tối qua em còn chưa nói rõ ràng. Mặt khác anh còn nhận được tin tức, cố hàm xương tối qua bắt cóc em bây giờ ở cùng với Hạ Thiên, em biết tình huống là thế nào không? Âm thanh ôn hòa vang lên, là của triệu công tử. Đại ca, em bây giờ rất tốt anh không cần lo triệu vũ cơ vội nói còn cố hàm xương anh cũng không cần lo hạ thiên nói tạm thời đưa chị ta theo bên cạnh để giám sát căn bản không có vấn đề ý em là hạ thiên cũng có lo lắng với cố hàm xương triệu công tử hỏi à đúng vậy cậu ấy có việc cần cố hàm xương hỗ trợ vì vậy tối qua cũng không ra tay triệu vũ cơ nói sau đó kể rõ chuyện hôm qua cho triệu công tử sau khi hiểu việc thì triệu công tử trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng. Tiểu vũ, Hạ Thiên có ý thế này, hắn chú ý đến những người tu tiên có năng lực mạnh như cố hàm xương, nếu không có người khống chế bọn họ thì dễ phát sinh vấn đề lớn. Nếu cậu ta có thể khống chế được bọn họ thì quá tốt. Triệu vũ cơ có chút do dự, nàng nhịn không được phải hỏi. Đại ca, chẳng lẽ anh không sợ Hạ Thiên sao? Bây giờ với năng lực của cậu ấy, có thể nói là không ai không đối phó được. Hơn nữa cậu ấy có thể đơn giản tạo ra cao thủ mạnh hơn cả cố hàm xương, ví dụ như tống ngọc mị của tống gia, bây giờ cô ta đã rất lợi hại. Tuy anh không trực tiếp trao đổi nhiều thứ với Hạ Thiên, nhưng anh vẫn hiểu cậu ấy, tuy cậu ấy muốn làm gì thì làm, nhưng nói về những sở thích cá nhân thì không phải là người xấu. Những gì cậu ấy đã làm trong nửa năm qua phần lớn đều là tốt, quan trọng là em, Mộc Hàm hay Mị Nhi cũng không phải loại người sằng bậy, Hạ Thiên thích các em, cũng nghe lời các em, có các em ở bên cạnh cậu ấy thì anh cũng yên tâm." Triệu công tử khẽ thở dài một tiếng. "Nếu nói có lo lắng, Tiểu Vũ, anh lo lắng em và Hạ Thiên ở cùng nhau, không biết với em là tốt hay xấu, vì phụ nữ của Hạ Thiên có quá nhiều." "Đại ca, anh không cần lo, em không có vấn đề." Triệu Vũ Cơ có chút do so dự, sau đó nàng ngượng ngùng nói. "Đại ca, có chuyện em muốn nói với anh, em đã cùng cậu ấy ở cùng một chỗ, hy vọng anh hiểu." bây giờ em và hắn đã là người một nhà. Tiểu Vũ, anh hiểu ý em, em yên tâm, thật ra đến bây giờ anh đã hiểu, anh không nên tranh chấp gì với cậu ấy, vì khoảng cách giữa hai bên đã quá lớn, anh không phải đối thủ của cậu ấy. Triệu công tử chậm rãi nói, tin tức này đối với hắn có nghĩ là em gái đã yêu Hạ Thiên, điều này cũng bình thường. Đại ca, người một nhà thì cũng đừng nên tranh chấp, anh thấy có đúng không? Triệu Vũ Cơ khẽ nói. Đúng vậy, nhưng, tiểu vũ với anh thì nếu không có mục tiêu sẽ mất đi động lực triệu công tử nói mà mang theo chút cảm khái thật ra những ngày này anh đang nghĩ một vấn đề có lẽ anh nên rút khỏi long tổ sao triệu vũ cơ ngây người đại ca sao lại vậy tiểu vũ trước kia những gì anh làm đều không lộ ra ngoài sáng thường chỉ lén ra tay nhưng bây giờ thật ra hạ thiên làm còn tốt hơn anh triệu công tử chậm rãi nói Hạ Thiên mới là ám hoàng, trong bóng tối hắn là vua, anh cũng không thể nào vượt mặt, những lĩnh vực khác thì anh có thể đạt đến độ cao mới. Đại ca, rốt cuộc anh có lĩnh vực nào? Triệu Vũ Cơ vẫn chưa hiểu. Tiểu Vũ, anh định tham chính. Triệu công tử cuối cùng nói ra ý đồ của mình. Sao? Tham chính? Triệu Vũ Cơ kinh hãi, sao nàng không nghĩ ra đại ca mình có tính toán như vậy. Đúng vậy, tham chính. Triệu công tử lặp lại lần nữa. Anh tin trong lĩnh vực này Hạ Thiên không thể nào vượt mặt được, thực tế anh khẳng định cậu ấy cũng không chen vào lĩnh vực này. Chương 1203, ước hẹn chính là chuyện công. Đại ca, không phải anh chẳng thích chính trị sao? Triệu Vũ cơ trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Tiểu Vũ, đối với anh thì chuyện không thích thường làm rất tốt, anh không thích chính trị, nhưng anh sẽ vì nó mà không trầm mê, vẫn bảo trì trạng thái tỉnh táo, do đó mà tìm được lợi ích lớn nhất. Triệu Công Tử rõ ràng đã có suy tính rất sâu, nếu không sẽ chẳng nói với Triệu Vũ Cơ. Anh cũng không ngại làm những việc mà mình không thích, anh chỉ hy vọng các em đều có thể làm được những gì mình thích. Đại ca, anh không cần hy sinh như vậy, thật ra bây giờ địa vị của Triệu gia chúng ta đã rất vững chắc, anh cũng nên làm những gì mình thích được rồi. Triệu Vũ Cơ nhịn không được phải nói. Tiểu Vũ, đừng nói như vậy, vì người nhà thì không phải là hy sinh, đó là chuyện anh nên làm trong giọng nói của Triệu Công Tử có mang theo chút trách móc, sau đó lại ôn hòa. Anh nói cho em biết, cũng vì anh có chuyện cần em đi làm. Đại ca, anh nói đi, anh cần làm gì? Triệu Vũ cơ vội vàng hỏi. Tiểu Vũ, anh đã 30, bây giờ bắt đầu tham chính, đã có hơi chậm, anh muốn lấy được thành tích trên chính đàn thì phải đi đường tắt. Triệu Công Tử chậm rãi nói. Nhưng vì vậy mà anh phải rời khỏi thủ đô, ít nhất năm 3 năm hoặc dài hơn anh mới quay về được, Sao, đại ca phải rời khỏi thủ đô à? Triệu Vũ cơ lại càng kinh ngạc. À, Tiểu Vũ, anh phải đi, tất nhiên, nhiều nhất là 10 năm sau anh sẽ quay về thủ đô, lúc đó anh sẽ có địa vị ở chính đàn. Triệu Công Tử tất nhiên cũng không phải nóng đầu, hắn đã có kế hoạch rất chặt chẽ. Nhưng như vậy anh cũng không chăm lo được cho thủ đô phía bên này, anh sẽ nhường vị trí hiện tại cho Hiểu Trác, nhưng Hiểu Trác không giống anh, tuy nó thông minh nhưng làm việc còn chưa ổn, anh không quá yên tâm vì vậy anh hy vọng tiểu vũ em có thể chiếu cố cho nó có em hỗ trợ thì anh cũng yên lòng triệu vũ cơ trầm mặc vài giây sau đó mở miệng đại ca anh đã có quyết định rồi phải không tiểu vũ tuy còn có vài chi tiết nhỏ chưa tốt nhưng chuyện này thật sự anh đã cho ra quyết định triệu công tử trả lời đại ca tuy em không hy vọng anh rời khỏi thủ đô nhưng nếu anh đã quyết định như vậy em cũng không thể nào thay đổi vì vậy anh cứ yên tâm em nhất định sẽ hỗ trợ hiểu chắc, anh cứ yên tâm về thủ đô, sẽ không có vấn đề gì cả. Triệu Vũ Cơ nói bằng giọng điệu tràn đầy tự tin. À, vậy cứ quyết định như thế. Triệu Công Tử rõ ràng biết Triệu Vũ Cơ sẽ đồng ý, hắn cũng tin thủ đô bên này sẽ không có vấn đề gì, dù sao Triệu ra cũng không phải chỉ có một mình Triệu Công Tử, hơn nữa hắn cũng vững tin Hạ Thiên sẽ đối xử tốt với Triệu Vũ Cơ. Căn cứ ám tổ, tôi còn tưởng cậu không đến. Khi thấy Hạ Thiên, Mị Nhi khẽ hừ một tiếng, sau đó ánh mắt của nàng rơi lên người Cố Hàm Sương. Cô ta là ai? Vợ Mị Nhi, đây là nha hoàn của tôi, Cố Hàm Sương, chỉ có thể gọi chị ấy là Sương nha đầu. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó phân phó với Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, đây cũng là vợ của tôi, sau này chị ấy nói gì chị cũng phải nghe lời, hiểu chưa? Hiểu, thiếu gia cố hàm sương vừa mở miệng bằng giọng nói búp bê thì thiếu chút nữa đã làm cho đám người nơi đây kinh hoàng muốn té xỉu mà sau đó nàng lại tiếp tục bắt chuyện với mị nhi chào phu nhân mị nhi ngây người phim ảnh gì đây nhưng cũng không đúng ai dám chạy đến căn cứ ám tổ đóng phim muốn tìm chết sao hạ thiên quét mắt nhìn mọi người này các người đã học tốt xử lý sát thần thập tam đao chưa ai chưa học xong không có ai đứng ra rõ ràng mọi người đều đã được học. À, đã học qua là tốt, bây giờ tôi sẽ kiểm tra, các anh tìm một đối thủ, dùng đao pháp này, không được dùng thứ gì khác đánh nhau một trận thử xem. Hạ Thiên ra lệnh, lúc này mọi người bắt đầu ghép đôi, chuẩn bị chiến đấu, dù sao bọn họ cũng đi theo Hạ Thiên được hai ngày, cũng biết tác phong của Hạ Thiên, không có gì cảm thấy không đúng. Tổ trưởng, tôi tìm không ra đối thủ. Có một nữ đặc công phát hiện ra vấn đề này, vì nhân số là lẻ, nhất định có một người không tìm được ai làm đối thủ. Để tôi, Mỹ Nhi tiếc một câu. Vợ Mỹ Nhi, sao lại như vậy được, sự việc này không cần chị đi làm. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hô lên. Sương nha đầu, việc này chị xử lý. Vâng, thiếu gia. Cố hàm Sương lên tiếng, nàng đi đến trước mặt nữ đặc công không may. Được rồi, ra tay. Hạ Thiên lập tức lên tiếng, mọi người cũng không trần trừ mà lập tức ra tay, sau đó nữ đặc công kia cũng ra tay, và nàng bị cố hàm xương tung một trường đánh bay. Hạ thiên thấy tình huống không đúng thì nói. Sương nha đầu, chị đừng đánh trả, tránh đi là được. Vâng, thiếu ra. Cố hàm xương thật sự không trả đòn, nữ đặc công kia cũng không rơi vào hoàn cảnh bi kịch, dù không thể động vào chéo áo của cố hàm xương nhưng tốt xấu gì cũng không bị đánh bay. Ba phút sau. Được rồi, có thể dừng. Hạ thiên hô một câu đao pháp của các người chưa hoàn thiện hôm nay tiếp tục luyện mọi người có chút ủ rũ mị nhi lại không nhịn được phải hỏi cậu chỉ nhìn mà biết đao pháp của mọi người đều không được sao vợ mị nhi điều này thật ra rất đơn giản tuy tôi chỉ nhìn bọn họ vung đao nhưng nhưng một nửa số người đã học qua đao pháp và áp dụng sách lược đề phòng hai bên cùng giao chiến tôi có thể thấy rõ mức độ của bọn họ hạ thiên giải thích một câu mị nhi suy nghĩ nàng phát hiện Hạ Thiên nói cũng không sai, vì vậy không nói thêm điều gì. Được rồi, các người tiếp tục luyện, tôi tiếp tục ước hội với vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên nói một câu, sau đó nắm bàn tay của Mỹ Nhi kéo đi. Không phải ước hội, Mỹ Nhi vẫn không nhịn được phải phản bác. Là chuyện công. Đúng vậy, chúng ta ước hội là chuyện công. Hạ Thiên thuận miệng đón lời. Mỹ Nhi muốn tranh cãi thêm vài câu, nhưng nàng chợt nghĩ có tranh cãi với Hạ Thiên cũng như không, vì vậy dứt khoát không nói thêm điều gì. Mà những gì Hạ Thiên làm hôm nay cũng giống như những gì đã làm hôm trước đó, chính là tiếp tục chữa trị cho đám đặc công của ám tổ. Hắn lại tiếp tục cảm khái, đám bệnh nhân tâm thần ở ám tổ thật sự không ít, ngày hôm qua trị cho một mớ, hôm nay lại có vài chục tên, đúng là nên mở một bệnh viện tâm thần. Nhưng người bệnh hôm nay thật sự có ít hơn hôm qua một chút, tất nhiên thời gian mà Hạ Thiên bỏ ra cũng ngắn hơn. Đám tâm thần hôm qua đã được chữa trị hôm nay lại tốt hơn khá nhiều. Mị Nhi thỉnh thoảng cũng xuất hiện, Cố Hàm Sương thì luôn đi theo Hạ Thiên. Trong thời gian một ngày, Cố Hàm Sương vẫn có bộ dạng thờ ơ, nàng giống như tượng gỗ, tất nhiên nói thật ra cũng có tranh lệch với tượng gỗ, vì nếu nói nàng là người máy thì thật sự đúng hơn, vì nàng có thể nói, có thể đi nhưng không có bất kỳ cảm tình nào. Chưa đến 6 giờ chiều thì Hạ Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, khi hắn chuẩn bị đi ăn cơm tối thì Mị Nhi đưa đến một người, đó là người quen cũ, là Yên Phi, là tên thiếu một cánh tay vào ngày hôm qua. Tôi tưởng anh không muốn chữa trị. Khi thấy Yên Phi thì Hạ Thiên có chút bất mãn. Này, anh rốt cuộc muốn trị thế nào? Muốn nối tay hay để cho nó tự mọc ra? Xấu hổ quá, Hạ Thần Y, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy để nó tự dài ra sẽ tốt hơn. Tuy thời gian có hơi lâu, nhưng tôi đã đợi được vài năm, đợi thêm nửa năm cũng không có vấn đề. Yên Phi cuối cùng đưa ra quyết định tuy nối tay sẽ nhanh hơn, nhưng tôi cảm thấy dù thế nào thì cũng không phải là tay mình, sau này dùng sẽ không quen. Cũng đúng, nếu nối tay cho anh, sau này anh sờ vợ mình, lại chẳng khác nào cho thằng khác sờ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này lại nói bậy bạ gì vậy? Cảm ơn Hạ Thần Y đã hiểu tâm tình của tôi. Yên Phi lại tỏ ra rất đồng cảm, hắn cảm thấy thay tay của người khác thì sau này sẽ có chướng ngại về tâm lý đừng nói nhảm trước tiên trị liệu cho anh cái đã thời gian tương đối lâu hạ thiên không muốn lãng phí thời gian được vậy làm phiền hạ thần y yên phi có chút khách khí cũng có chút kích động lúc này thời gian trị liệu thật sự khá lâu hạ thiên mất gần một giờ mới làm xong hắn liên tục đâm châm vào cánh tay cụt của đối phương tay cụt muốn cho nó mọc lại thật sự còn khó hơn cả khởi tử hoàn sinh vì muốn cho da thịt mọc ra lại theo lẽ thường tình là không thể nhưng y thuật của Hạ Thiên thật sự khó nói theo kiểu thông thường, sau khi hắn thi châm thì ghi liền hai toa thuốc cho Yên Phi. Anh đi bốc thuốc theo toa, tán thuốc thành bột bôi ngoài da, uống thuốc mỗi ngày hai lần, thoa ra mỗi ngày một lần, nhớ kỹ điều này, đừng quên. Yên Phi tất nhiên sẽ nhớ kỹ, sao có thể quên được. Nhưng khi Yên Phi muốn cảm tả thì lại phát hiện Hạ Thiên mang theo hai cô vợ xinh đẹp chạy mất. Đợi đến khi Hạ Thiên, Mị Nhi và Cố Hàm Sương đi vào tin và tìm được một hàm thì lại có người điện thoại đến làm cho bữa tối của hắn tuyên cáo chấm dứt. chương 1204, Sở Đại Tiểu Thư bị giá hỏa. Người điện thoại đến là Sở Gia Đại Tiểu Thư, nàng đang là người cầm lái thế lực ngầm ở thủ đô, là Sở Giao. Những ngày nay Hạ Thiên vì tán Mị Nhi mà cũng không đến với Sở Giao, vì thế hai người chưa được gặp mặt. Lúc này nhận được điện thoại của Sở Giao làm cho hắn nghĩ rằng vợ nhớ mình nhưng ngay sau đó lại biết không phải là như vậy. Những ngày qua sở giao luôn bận rộn chỉnh hợp các thế lực hắc đạo ở thủ đô, dù có thường gia và bạch tiểu lối trợ giúp, cũng không khó, nhưng thực tế muốn dung hợp hai thế lực lại cũng không dễ. Mặt khác nàng cũng muốn lập nên uy tín của mình, vì vậy mà nhiều chuyện tự ra mặt xử lý, có thể nói là hiệu quả tương đối khá. Lúc đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, sở giao là vợ của Hạ Thiên, mà bọn họ cũng xem nàng là đại biểu của Hạ Thiên, là con rối của hắn mà thôi, chẳng có gì là hay. Nhưng vài ngày qua bọn họ chợt phát hiện ý nghĩ của mình trước đó là sai lầm, sở giao không chỉ là phụ nữ của Hạ Thiên, năng lực bản thân nàng cũng đủ để thống trị hắc đạo thủ đô. Sở giao phân chia khu vực, để cho thủ hạ của thường gia và bạch tiểu lỗi giao thoa vào nhau, coi như hắc đạo thủ đô đã chỉnh hợp, cũng có phần dung hợp. Nhưng nếu muốn triệt để dung hợp thì cần phải có thời gian, cần phải để mọi người thích ứng, không phải là chuyện làm một lần là xong đối với sở giao thì nhiệm vụ của nàng đã cơ bản hoàn thành, nàng định vài ngày nữa sẽ buông ra cho thường tiểu bảo và bạch tiểu lỗi quản lý. Nhưng đúng lúc này lại có một phiền toái kéo đến tận cửa tìm sở giao. Thời gian qua sở giao phần lớn thời gian đều ở trong thường gia, 6 giờ chiều hôm nay nàng cũng về thường gia, nhưng vừa ăn cơm tối xong đã có cảnh sát tìm đến cửa. Lăn lộn trong hắc đạo thì thường có liên hệ với cảnh sát, Tất nhiên điều này cũng không phải là thứ gì kỳ lạ với sở giao, chẳng qua nàng chỉ có chút kỳ quái. Vài ngày trước thế lực hắc đạo thủ đô làm loạn long trời lở đất thì cảnh sát giống như không biết gì, vì sao bây giờ sự việc ổn định thì lại kéo đến gây phiền. Nhưng chuyện kỳ quái hơn lại xảy ra, cảnh sát tìm nàng làm phiền vì một chuyện khác, có liên quan đến nữ thần Y Y tiểu âm mà nàng đã gặp vài hôm trước. Bên người của Y tiểu âm có một cô gái tên là A Cửu, nghe đồn là nha đầu của Y tiểu âm vài ngày trước A Cửu bị bắn hai phát súng, thiếu chút nữa đã chết. Chuyện này có lẽ ở thủ đô không có vài người được biết, nhưng sở giao cũng biết, nàng cũng không quan tâm. Vì nàng thấy chuyện này không liên quan đến mình, nàng và y tiểu âm cũng không quá quen thuộc, chồng cũng không cần nàng quan tâm đến chuyện này. Nhưng bây giờ cảnh sát lại cho rằng kẻ chủ mưu bắn chết A Cửu không phải là ai khác mà chính là sở giao. Căn cứ theo lời cảnh sát, trước đó đã tìm được tay súng, nhưng tên kia đã tự sát, vốn xem như vụ án đi vào ngõ cụt. Nhưng hôm nay lại có người chủ động ra đầu thú, nói hắn chính là tay súng, còn nói tay súng tự sát trước kia là giả. Điều này cũng không quan trọng, khốn nổi tên kia lại nói mình được sở giao sai bảo. Sở giao cảm thấy rất khó giải thích, sao nàng lại vô duyên vô cớ là hung thủ sau màn. Càng làm sở giao dở khóc dở cười chính là, cảnh sát đã tìm được động cơ của nàng, đó là tranh giành tình nhân nàng và y tiểu âm có cùng một người đàn ông là hạ thiên nàng không dám giết y tiểu âm vì sợ hạ thiên giận vì thế mà cố ý giết a cửu trả thù y tiểu âm các người bị bệnh thì đừng cho rằng tôi cũng bị bệnh sở giao mắng vài tên cảnh sát tôi tranh giành tình nhân sao chú em có biết chồng tôi có bao nhiêu vợ không tôi nói cho chú biết chồng tôi có vài cô vợ ở thủ đô nếu tôi thật sự ghen cũng không chỉ tìm phiền toái cho y tiểu âm sở tiểu thư đó không phải là những gì chúng tôi nói, là hung thủ nhận tội và khai ra. Cảnh sát rất khách khí, có vẻ bọn họ cũng biết mình gây khó cho sở giao, nhưng bọn họ cũng có khó khăn. Thật xin lỗi, Sở tiểu thư, chúng tôi cũng không muốn làm khó cho cô, nhưng vụ án này được nhiều người thủ đô chú ý, chúng tôi cần phải suy xét cẩn thận. Chúng tôi đề nghị, nếu Sở tiểu thư và y tiểu thư có hiểu lầm thì nói với Hạ Thiên một tiếng, để anh ấy đến hòa giải sở giao cảm thấy mình và y tiểu âm cóc có hiểu lầm quái quỷ gì nhưng cảnh sát nhắc nhở nàng chuyện này phải cho hạ thiên biết nếu không làm hắn hiểu lầm thì đúng là phiền phức vì thế nàng điện thoại cho hạ thiên vì vậy mà hạ thiên không dùng cơm hắn lập tức rời khỏi căn cứ ám tổ mị nhi và mộc hàm không đi theo nhưng cố hàm sương lại bám sát hắn như hình với bóng hạ thiên cũng không đến thường ra mà đến thẳng cục công an thủ đô sau đó để cho sở giao đi đến tụ hợp tất nhiên không phải để cho nàng đến phối hợp điều tra mà vì tên khốn tự xưng là hung thủ đang ở đồn cảnh sát hắn muốn thẩm vấn tên kia hạ thiên trực tiếp đến tìm cục trưởng la dân sinh đến khi sở giao đi vào cục công an thì la dân sinh đang dùng ánh mắt khó xử nhìn hạ thiên hạ thần y điều này anh không phải là cảnh sát anh tự mình thẩm vấn nghi phạm là không tốt ông có phải muốn để tôi đưa tên ngốc kia vào khu căn cứ ám tổ hạ thiên trừng mắt nhìn la dân sinh này ông La, ông có tin tôi có thể làm cho cả sáu chục ngàn cảnh sát thủ đô vào bệnh viện, để ông trở thành một vị tư lệnh mà dưới tay không có người nào không? La dân sinh chờ thỏa hiệp, thực tế khi thấy Hạ Thiên lấy thân phận ở ám tổ ra thì lão đã thỏa hiệp, mà lão nghe xong nửa câu sau cũng đủ để hiểu, dù Hạ Thiên không phải là ám hoàng thì lão cũng không thể không cho Hạ Thiên đi thẩm vấn hung thủ. Vì vậy La dân sinh đưa Hạ Thiên và sở giao đến gặp tên hung thủ, đó là một tên khốn hơn 30, bộ dạng bình thường. Cố Hàm Sương cũng đi theo Hạ Thiên đến cửa phòng thẩm vấn làm cho rất nhiều cảnh sát phải vây lại xem, nhưng tố chất tâm lý lạnh lùng của nàng rất lợi hại, căn bản không có phản ứng. Hạ Thần Y, hắn tên là Thường Tứ Phương, là một tay chân của Thường Gia, tự xưng đã nhận lệnh của Sở Đại Tiểu Thư để đến y nhân các nổ súng giết người. La Dân Sinh giới thiệu tình huống sơ lược. Chú biết tôi sao? Sở Giao nhìn Thường Tứ Phương rồi mở miệng. Tất nhiên tôi biết, cô chính là Sở Đại Tiểu Thư vẻ mặt thường tứ phương có chút sợ hãi. Chú nói tôi sai chú đến y nhân các giết người. Sở giao lại hỏi. Sở đại tiểu thư, thật sự là cô sai tôi đi. Thường tứ phương cẩn thận nói. Túi lắm, bà muốn giết người thì cần chú em phải ra tay sao? Sở giao nổi giận mắng. Lúc này hạ thiên lên tiếng. Vợ giao giao, đừng nói bậy. Em thật sự muốn chém chết tên khốn này, dám vụ oan cho em. Sở giao tức giận nói, nhưng nàng cũng không tiếp tục nói bậy. Sở, sở đại tiểu thư, tối hôm đó cô bận việc, vì vậy mới sai tôi đi. Thường tứ phương còn nói thêm. Sở giao tức giận. Thúi lắm, chú em lại nói hưu nói vượn, có tin bà chém chú em thành 108 mảnh không? Bốp! Hạ thiên vỗ nhẹ lên mông của sở giao, coi như là đòn trừng phạt nhỏ. Vợ giao giao, đừng nói bậy nữa, à, để anh đến thẩm vấn. Sở giao trở nên thật thà, Hạ Thiên lấy ngân châm đâm vào người thường tứ phương, hắn muốn xem ai thật sự phái tên này đến đây. Mười phút sau Hạ Thiên chính thức thẩm vấn, câu nói đầu tiên của hắn là Là anh nổ súng bắn A cửu sao? Đúng vậy, thường tứ phương gật đầu nói Ai sai anh đi giết A cửu? Hạ Thiên lại hỏi Trình thiếu ra, thường tứ phương trả lời ngay Là dân sinh ở bên cạnh chợt vui sướng, mà sở giao cũng không nhịn được phải nói biết ngay là có tên khốn vụ oan cho tôi. Trình thiếu gia nào? Hạ Thiên lại hỏi. Tôi không biết, hắn chỉ nói mình là trình thiếu gia, hắn cho tôi một trăm ngàn để tôi giết chết A Cửu. Thường Tứ Phương trả lời. Hôm nay lại nói tôi đến cục công an đầu thú, sẽ nói cho tôi một triệu để an trí gia đình, hơn nữa sẽ đảm bảo tôi không chịu án tử hình, bắt tôi nói với cảnh sát, kẻ đứng sau màn là sở giao. Hạ thần y, anh chờ chút, tôi sẽ lấy vài tấm hình đến cho hắn ta chỉ điểm. La Dân Sinh khẽ nói một câu, sau đó đi ra ngoài phòng thẩm vấn. Vài phút sau La Dân Sinh đã cầm ảnh đi đến đặt trước mặt Thường Tứ Phương. Anh nói xem, là ai trong số những tấm hình này? Thường Tứ Phương nhìn nhìn sau đó chỉ vào một tấm ảnh. Là hắn. Quả nhiên là thằng trình trí cao. Sở dao mắng lên. Tên khốn trình ra kia chán sống rồi sao? Chuyên gây khó dễ cho tôi. À, nếu bọn họ đã chán sống, chúng ta sẽ tiến bọn họ lên đường. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn kéo sở giao. Vợ giao giao, chúng ta đi tìm trình ra tính sổ. Hạ Thiên kéo sở giao ra khỏi phòng thẩm vấn, sau đó mang theo cố hàm xương bỏ đi. Còn la dân sinh, lúc này tất nhiên lão cũng không biết nói gì hơn, thực tế lão cũng không muốn đắc tội với Hạ Thiên, vì vậy tối nay đám cảnh sát kia đến tìm sở giao và tỏ ra rất khách khí bây giờ kết quả là khó cầu đối với lão vì lão luôn hy vọng sở giao không phải là hung thủ sau màn nếu không thì phiền toái lớn nhưng thấy hạ thiên biến mất thì la dân sinh lại cầm lấy điện thoại gọi cho một dãy số hạ thiên đi ra khỏi cục công an hắn lấy điện thoại bấm số của y tiểu âm chuyện gì y tiểu âm nhanh chóng nhận điện thoại vợ y y tên khốn bắn a cửu đã bị bắt đang bị nhốt ở cục công an thành phố hạ thiên nhanh chóng nói Chương 1205, Trình gia ngu xuẩn. Tôi đã nghe nói rồi, tôi còn biết người kia là Thường Tứ Phương, không phải là cậu bắt được, là người ta ra tự thú. Y Tiểu Âm hừ một tiếng. Tôi còn nghe nói Thường Tứ Phương là thủ hạ của Sở giao. Trong giọng nói của Y Tiểu Âm có chút oán khí, tuy nàng không tin Sở giao sai người giết A Cửu, nhưng nàng cũng không nhịn được mà phát tiết với Hạ Thiên. Vợ y y, đó là giả, tôi vừa hỏi hắn hắn nói trình trí cao cố ý đổ oan cho vợ giao giao nếu không tin chỉ có thể đến cục công an để hỏi tôi đi tìm tên trình trí cao ngu mốc trước hạ thiên nhanh chóng nói tôi sẽ đến hỏi y tiểu âm hừ một tiếng rồi cúp điện thoại hạ thiên cũng không điện thoại lại hắn thu hồi điện thoại rồi dẫn theo sở giao và cố hàm xương đi về phía trình gia trong thủ đô có một khu với kiến trúc khá đặc biệt hơn 10 tòa biệt thự nhìn có vẻ độc lập nhưng nếu coi đó là một chỉnh thể thì sẽ tạo nên một tòa tứ hợp viện, chẳng qua là một tứ hợp viện hiện đại mà thôi. Tất nhiên khu tứ hợp viện này có giá trị xa xỉ, mà khu vực này không phải có tiền là được ở, phú hào bình thường có cả trăm triệu hay cả tỷ cũng khó vào đây, rõ ràng vì thân phận của chủ nhân nơi này là không bình thường. Thực tế nơi đây chính là Trình gia, là một trong bốn tiểu gia tộc ở thủ đô. Vài tháng trước có nhiều tiểu gia tộc ở thủ đô có chút hâm mộ thậm chí là ghen ghét Trình gia, vì bọn họ thấy Trình gia thật sự quá may mắn. Nhớ ngày đó có không ít gia tộc có thực lực mạnh hơn hẳn Trình gia, nhưng khi các đại thế gia ở thủ đô lật bài tẩy thì đám tiểu gia tộc kia bị Trình gia vứt lại sau lưng, đơn giản là vì trong quá trình lật bài tẩy, Trình gia nhận được lợi ích rất lớn. Sau khi Lý gia và Tôn gia suy sụp, thủ đô xuất hiện nhiều chiếc ghế trống. Tuy tứ đại gia tộc Triệu Tiền Tống viên đã cướp đi nhiều vị trí quan trọng nhưng còn nhiều vị trí không phải rất quan trọng được để lại, mà những vị trí quan trọng nhất trong số đó đều rơi vào trong tay của Trình gia, một nửa còn lại được phân chia cho các tiểu gia tộc khác. Đến lúc này các gia tộc kia thực lực có hạn, mà thực lực của Trình gia lại phát triển mạnh, vượt lên đứng đầu trong bốn tiểu gia tộc. Tất nhiên ở thủ đô có rất nhiều người hiểu, Trình gia sở dĩ may mắn như vậy cũng vì không phải ông trời giúp đỡ. Mà vì Trình gia tìm được sự trợ giúp của một người, một người tự xưng là nhạc tiên sinh Nhạc Chi Phong, thực ra Trình gia không khác nào phụ thuộc vào Nhạc Chi Phong. Nhưng vài ngày qua đã không còn ai hâm mộ Trình gia, thực tế bây giờ ai cũng coi Trình gia là kẻ ngốc, căn bản vì Trình gia đã làm một việc thật sự ngu ngốc. Trước đó vài ngày thủ đô truyền ra tin tức Hạ Thiên Hầu như trở thành phế nhân và bị bạn bè xa lánh, có vô số người muốn tìm phiền toái cho hắn, hoặc là muốn dạy cho hắn một bài học dù sao thì vài tháng trước tiểu tử này cũng làm cho mọi người rất ngột ngạt nhưng nghĩ là một việc mà làm là một chuyện rất nhiều người muốn dạy bảo hạ thiên nhưng bọn họ chỉ nghĩ mà thôi bọn họ thấy mình và hạ thiên không có thù hận gì lớn mà đi dạy bảo tên kia lại rất nguy hiểm vì vậy phần lớn đám người nghĩ rằng muốn dạy bảo hạ thiên đều đứng sang bên cạnh xem kịch hay chờ kẻ khác đến dạy bảo hạ thiên tất nhiên mọi người sẽ vui khi thấy hạ thiên bị dạy bảo nếu thật sự có người dạy bảo được tên này mọi người sẽ thầm khuyết khích mà không mắng ngu ngốc. Nhưng dạy bảo Hạ Thiên là một việc, căn bản phải xem phương pháp dạy bảo là thế nào, và đám người kia thấy trình ra sử dụng một phương thức quá ngu ngốc. Mỗi người đều cảm thấy bây giờ đi tìm Hạ Thiên là không sáng suốt, muốn làm cũng phải lén làm, như vậy mới áp chế mức nguy hiểm xuống thấp nhất. Thực tế những ngày qua có rất nhiều người đi tìm Hạ Thiên, mà hắn cũng bị ám sát vài lần, nhưng trong các gia tộc ở thủ đô chỉ có hai gia tộc tham gia, một là Viên Gia, hai là Trình Gia nhưng dù là công khai thì mọi người còn có thể hiểu được cho viên gia, vì dù sao viên gia và Hạ Thiên từng có liên hệ, đặc biệt là trước đó viên thế tài bị Hạ Thiên dẫm đạp, mất hết mặt mũi, bây giờ phải tìm lại thể diện cho mình cũng là bình thường. Nhưng trình ra đến gây phiền toái cho Hạ Thiên, điều này làm cho mọi người cảm thấy trình ra quá ngu xuẩn. Phải biết rằng trước đây trình ra căn bản không có bất kỳ ân oán gì với Hạ Thiên, nếu có thì cũng chỉ là Hạ Thiên có ân với trình ra, vì nếu Hạ Thiên không xử lý lý ra và tôn ra, thì trình gia làm gì có vị trí hiện tại không có người nào chờ mong trình gia sẽ báo ân nhưng trình gia lại chạy đi gây phiền cho hạ thiên điều này làm cho nhiều người cảm thấy trình gia không hiểu đạo lý không có cửu oán với hạ thiên mà ra tay hành động nếu không phải bị bệnh thì cũng là đứa ngu xuẩn đặc biệt là vài ngày qua khi mọi người nghe nói thật ra từ đầu đến cuối hạ thiên chỉ giả vờ bị thương cũng không phải bị bạn bè xa lánh mối quan hệ với triệu gia và tống gia vẫn rất thân thiết thậm chí ngay cả nữ thần y thủ đô là Y Tiểu Âm cũng có quan hệ thân mật với Hạ Thiên, vì vậy ai cũng thấy Trình Gia ngu đến mức hết thuốc chữa. Không sai, bây giờ ai cũng thấy Trình Gia thật sự hết thuốc chữa. Đặc biệt là khi bọn họ biết nhà đầu A cửu của Y Tiểu Âm bị bắn hai phát súng, hơn nữa còn là do Trình trí Cao đứng giật dây sau lưng, người nào cũng coi như Trình Gia đã xong. Lúc này hầu như tất cả gia tộc có liên hệ với Trình Gia đều vạch rõ giới tuyến nếu nói không khoa trương thì trình gia đã rơi vào tình huống bốn mặt là địch, mọi người chỉ chờ mong Hạ Thiên xử lý trình gia như với Lý Gia và Tôn Gia, thậm chí còn có gia tộc đã suy xét xem nên cắt xén miếng bánh của trình gia như thế nào. Lúc này tâm tình của trình trí cao ở trình gia cũng thật sự không xong, hắn bắt đầu cảm thấy có một bàn tay đang âm thầm ép trình gia xuống vực sâu. Lúc này toàn bộ thủ đô, thậm chí ngay cả trình gia cũng cho rằng A cửu trúng đạn là do trình trí cao gây ra nhưng chỉ mình trình trí cao là biết rõ, tuy hắn rất hận y tiểu âm và muốn cho biết tay, nhưng chuyện này thật sự không phải là hắn làm ra. Vì trong lòng hắn biết rõ, dù y tiểu âm và người đàn ông khác ngủ với nhau, cũng không đến lượt hắn dạy bảo, nhạc chi phong dù thật sự muốn trừng phạt y tiểu âm cũng sẽ đích thân ra tay, không đến lượt kẻ khác xen vào. Để có thể nói rõ với nhạc chi phong, trình trí cao không thể không tìm một người giả mạo là tay súng kia, sau đó xử lý đối phương, hết người đối chứng thì sự việc sẽ căn bản được giải quyết nhưng hắn cũng không ngờ hôm nay hung thủ thật sự đầu thú dù tên hung thủ tự xưng người điều khiển mình là sở giao là một con đàn bà khác của hạ thiên nhưng trình trí Chí cao thật sự không chút hả hê vì điều này có nghĩa là trước đó hắn đã gạt nhạc chi phong khi trình trí Chí cao định giải thích cho nhạc chi phong thì điện thoại vang lên hắn cầm điện thoại lên xem sau đó nghe máy nhạc tiên sinh anh tìm tôi à tôi vừa nhận được tin tức, tên hung thủ kia đã khai nhận người sai hắn giết người là cậu, cậu cố ý giá họa cho sở giao. Nhạc Chi Phong nói, giọng điệu tức giận. Nhạc tiên sinh, không phải là tôi, anh nghe tôi giải thích. Trình trí cao vội vàng nói. Cậu đi mà giải thích với Hạ Thiên, hắn đã đến nhà cậu rồi. Nhạc Chi Phong hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Vẻ mặt trình trí cao trở nên trắng bệch, hắn chán nản ngồi xuống, đầu óc hỗn loạn, trình ra tận thế chẳng lẽ nhanh như vậy sao không không thể như vậy trình trí cao nhanh chóng tỉnh táo trở lại hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị cầu cứu hắn cũng không muốn trình ra giống như lý gia và tôn gia nhưng đúng lúc này một âm thanh truyền vào đám ngu ngốc trình ra chạy ra đây nếu không tôi phá nhà trôn vùi tất cả trình trí cao điện thoại đi bố hạ thiên đến bố mau nghĩ biện pháp nếu không chúng ta xong đời trình trí chí cao gọi điện thoại xong thì vội vàng chạy ra khỏi nhà vì hắn biết hạ thiên không nói chơi đối phương hoàn toàn có năng lực và làm như dỡ nhà lý ra hắn cũng không muốn bị trôn sống sau khi chạy ra ngoài đi vào khoảng sân nhỏ trình trí chí cao liếc mắt thấy hạ thiên đồng thời còn thấy sở giao ở bên cạnh hạ thiên còn có một vị đạo cô đeo kiếm hạ thiên sự kiện giết a cửu không liên quan gì đến tôi trình trí chí cao coi như thông minh hắn cũng không nói nhảm và trực tiếp đi vào vấn đề vì hắn biết rõ mình không nên nói nhảm, nếu không sẽ chết. Túi lắm, cái gì là không liên hệ đến chú em? Thường tứ phương đã khai nhận, chính chú em sai hắn đi làm, còn giá họa cho bà đây. Sở giao phẫn nộ nói. Bà thật sự muốn chém chết chú mày. Tôi căn bản không biết thường tứ phương, có người giá họa cho tôi. Trình trí cao vẫn mở miệng giải thích. Hạ thiên lúc này mở miệng. Này thằng ngu, đừng nói nhảm, không có ai nói dối trước mặt anh thường tứ phương không có khả năng giá họa cho chú em, bây giờ thì nói đi, muốn chết thế nào, đâm đầu vào tường, hay muốn anh giúp đỡ? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1205